Phật tử hiện diện ở khu chiền tu như tỉnh Thất Quan Âm và đang online trực tiếp trên toàn thế giới. Hôm nay ngày 12 tháng 7 năm 2020, nhằm ngày 22 tháng 5 năm Canh Tý. Hôm nay Giác Nhàn chia sẻ cùng đại chúng đề tài đó là những lá thư của Ngài Lý Bỉnh Nam trong Văn Sao, được Tổ sư Ấn Quang trả lời 7 lá thư, cũng như là pháp tịnh niệm, nhiếp tâm tịnh niệm, và nói về cái pháp tập niệm của Ngài Từ Văn Quán Đảnh và A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, trong một tuần vừa qua thì Giác Nhàn ngưng giảng, đại chúng cũng ngưng mỗi ngày lên lớp học như lúc trước. Tuy nhiên đại chúng ở trên tỉnh thấp cũng như dưới này có xem qua cái đĩa chủ nhật tuần rồi, xem lại thứ ba và thứ bảy. Đây là cái đĩa mà hướng dẫn rất là cụ thể về cái pháp thập niệm ký số của Tổ sư Ấn Quang. Nếu ai tính dùng thì xem đi xem lại, vì xem đi xem lại nó có một cái đạo lý trong nó rất là hay. Mỗi lần xem qua, mỗi lần có thọ dụng khác. Vì bọn phàm phu chúng ta đọc sách một lần, mười lần, trăm lần không thể nào hiểu nổi, phải là ngàn lần, mười ngàn lần thì nghĩa kia mới tự thấu hiểu. Kinh tụng ngàn lần thì nghĩa kia mới lãnh hội được. Chỗ này là chỗ mà đại chúng nên lưu tâm. Cho nên vì sao bộ Văn Sao chúng tôi phải nói đi nói lại và xem thường ngày là cái đạo lý này. Thì 3 năm nay đọc Văn Sao, nhưng mà trong tuần lễ tịnh tu này đó thì phát hiện ra 7 lá thư trong sách Tam Biên của Tổ sư Ấn Quang trả lời cho Ngài Lý Bỉnh Nam. Thì trong đó rất là khó nhận diện ra, không có đề tên cư sĩ Lý Bỉnh Nam mà đề pháp danh là Đức Minh.
Và Ngài Lý Bình Nam chính thức quy y dưới tòa của Lão Phật gia Ẩn Công Đại Sư, được truyền thụ ngũ giới và bèn suốt một đời vâng lệnh theo thầy mình làm cư sĩ. Chỗ này là cái chỗ mà chúng tôi phục Ngài Lý Bình Nam, là cư sĩ Đức Minh này. Thầy dạy sao nghe y vậy, không thay đổi. Thế vì khi Ngài về Đại Trung thì cái sức ảnh hưởng Ngài quá lớn, 200.000 người đi theo học pháp Ngài. Và Hòa Thượng Tịnh Không cũng là học trò của Ngài Lý Bình Nam, thế mà vẫn không đổi chí hướng từ cư sĩ lên Sa Di học tỳ kheo. Đây là một biểu pháp. Chúng tôi muốn nói biểu pháp này cho ai? Cho những người ở khu chuyên tu và trên tỉnh thất giữ thân phận này. Không có vấn đề gì xảy ra khi giữ năm giới âm thầm lặng lẽ, tinh tấn niệm Phật để vãng sanh, không mong cầu một cái gì khác. Mà theo chúng tôi nghĩ cái danh pháp danh mà Lý Bỉnh Nam đó là Ngài Thọ Bồ Tát Giới. Bồ Tát Giới cư sĩ thọ được 10 giới trọng 48 giới khinh. Tu sĩ cũng thọ được. Tu sĩ và cư sĩ nằm trọn vẹn trong 10 giới trọng 48 giới khinh chứ không có hơn. Bồ Tát cư sĩ, Bồ Tát xuất gia. Vì vậy cho nên Ngài Lý Bỉnh Nam mà chúng tôi đã theo dõi Ngài từ lúc bắt đầu biết Hòa Thượng Tịnh Không, 2007 bắt đầu chúng tôi đi theo dõi vị cư sĩ Bồ Tát này. Và không ngờ đọc đi đọc lại trong văn sao thì còn nghi ngờ, trong đó vẫn trích là cư sĩ Đức Minh là Ngài Lý Bỉnh Nam, nhưng mà không biết có phải là Ngài Lý Bỉnh Nam thầy Hòa Thượng Tịnh Không hay không. Trực tiếp tra lại thì thấy trên trang web có nói cuộc đời của Ngài cư sĩ Lý Bình Nam, tức là cư sĩ Đức Minh quy y dưới tòa của Tổ sư Ân Quang. Lúc đó chúng tôi mới xác minh đây là cư sĩ Đức Minh, tức là Ngài Lý Bình Nam. Thì cư sĩ Đức Minh đó là pháp danh ngũ giới. Chúng tôi nghĩ là như vậy, mà chắc là như vậy. Khi chúng tôi đọc tới đọc lui, đọc tới đọc lui những lá thư này thì chúng tôi thấy có một cái đặc biệt. Hầu như trong tất cả gần 1.000 lá thư không có cái danh từ là thưa ông, mà thường là Ngài viết thư, Ngài nói là quan nhận được thư ông. Nhưng mà riêng lá thư của Ngài Lý Bỉnh Nam thì hầu như lá thư nào cũng ghi là thưa ông Đức Minh. Cái điều này là chúng tôi xem như là chuyện rất rất là ngạc nhiên với chúng tôi. Đây đoạn này: thưa ông Đức Minh, thư của ông và bốn người đồng tu đều nhận được, lòng thành vì mẹ của ông có thể nói là chí thành không chi hơn được, nhưng phải dùng lòng chí thành ấy khuyên mẹ ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì mới là lòng hiếu hữu ích rốt ráo vậy. Đây là chúng tôi trích một đoạn ngắn. Chúng tôi sẽ trích nhiều cái đoạn nói về Ngài Lý Bỉnh Nam. Đầu tiên là nói đến cái lòng hiếu của Ngài Lý Bỉnh Nam. Nếu lòng hiếu ông đã chân thành tột cùng mà không có chuyện khuyên cha mẹ ăn chay niệm Phật thì lòng hiếu ông không thể nào rút ráo được. Đây là cái tột cùng của sự hiếu. Vì vậy cho nên trong tuần lễ này chúng tôi chiêm nghiệm cái bảy lá thư này, và hôm nay nói cho đại chúng nghe một khoảng đầu, và chủ nhật sau tiếp tục chúng tôi sẽ nói. Thì Hòa Thượng Tịnh Không Ngài có nói lúc chúng tôi ở bên Mỹ nghe rất rõ, là Ngài nói rằng thầy của tôi là cư sĩ, nói rõ luôn, cư sĩ là thầy tôi. Vì Hòa Thượng Tịnh Không thấy đây là vị Bồ Tát, là một vị phải là thượng căn thượng trí chứ không phải là bậc bình thường, cho nên nhận thầy không một chút quê ngại. Cái nhiều lúc người sĩ diện nói thầy tôi phải hòa thượng này thượng tọa kia rồi đại đức nọ, chứ kêu mà thầy tôi là cư sĩ thì sợ người khác cười cho.
Cứ thầy ông cư sĩ mà làm gì? Nhưng mà Hòa Thượng Tịnh Không dám dõng dạc nói thầy tôi là cư sĩ. Bởi vì đã lãnh hội được cái sự giáo hóa của thầy rồi, còn ai chê không là chuyện của họ. Và khi Hòa Thượng Tịnh Không đến gặp Ngài Lý Bỉnh Nam thì cái lối dạy của Ngài Lý Bỉnh Nam chúng tôi lãnh hội được. Hôm nay đem ra áp dụng cho đại chúng, nếu ai vận hành làm theo cái sự truyền thừa của Ngài Lý Bỉnh Nam thì mình có sự thành tựu. Thứ nhất, Ngài Lý Bỉnh Nam gặp Hòa Thượng Tịnh Không, được một vị thầy thân với Ngài Lý Bỉnh Nam gửi Hòa Thượng Tịnh Không đến. Thì lúc Hòa Thượng Tịnh Không đến vẫn là một cư sĩ. Học một thời gian sau rồi bắt đầu mới đi thọ xuất gia, thọ giới tỳ kheo. Thì khi đến đó, Ngài nhận. Và lúc trước người ta nhận là gần như là phải là có người thân quen gửi, chứ không phải vô bừa mà họ nhận đâu. Họ không biết gốc gác người này, sợ vô phá đạo tràng họ không nhận. Họ kỹ như vậy. Không phải bà già bán bánh bèo, bánh ít rồi đụng đâu nhận đó, rồi mấy ông trời thần đất lỡ xì ke ma tí bài bạc ba cái đứa mà trời thần đất lỡ không có một chút đạo đức gì hết vô họ phá đạo tràng. Không chịu. Có người gửi gắm chịu. Và người đi học phải tin tưởng người gửi gắm. Hòa Thượng tin tưởng cái vị thầy gửi gắm mình đến. Chúng ta chưa khi nào nói chỗ này đúng không? Khi đến là chúng lắng nghe chỗ này nghe. Thì Ngài Lý Bỉnh Nam hỏi ông học những gì rồi, học với ai? Cái học triết học Phật giáo, triết học ngoài đời với giáo sư Phương Đông Mỹ, và học Phật Pháp với Ngài Trương Gia Đại Sư, là một vị tu mật tông nổi tiếng, một trong năm vị coi như là cừ khôi nổi tiếng mật tông bên Trung Quốc. Ngài Lý Bỉnh Nam, tôi không chấp nhận cái sự học này của hai vị. Tôi không phải chê hai vị đó, mà bắt đầu ông vô đây ông học lại từ đầu. Những cái gì ông học của hai vị đó ông đều gác lại hết. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, những sách gì tôi đưa ông mới được đọc. Còn ông đọc những sách ngoài luồng sách khác tôi không phải đưa cho ông thì tôi không thể nào chấp nhận. Nếu là sách tôi đưa thì được. Thêm nữa, trong lúc học tin tưởng tôi, chỉ hỏi tôi, không được đi tham vấn hỏi những người khác. Hòa Thượng giật mình. Cái lối là dạy này Ngài Trương Gia Đại Sư cũng không có, và các vị thầy khác không bao giờ có cái lối dạy này. Thì Hòa Thượng vừa trong đầu suy nghĩ ra là sao lại có một sự quả quyết bắt buộc quá đáng như vậy. Nhìn như là trong mắt không còn ai hơn mình, nhưng mà Hòa Thượng Tịnh Không tin vị thầy mà gửi mình đi, cho nên bằng lòng vô học. Thì nếu học ở đây phải 5 năm. 5 năm sau tôi sẽ giới thiệu cho ông một vị thầy khác. Thì Hòa Thượng Tịnh Không học mới 1 năm bắt đầu có thọ dụng. Vì tâm không đứng núi này trong núi nọ, vì tâm đặt trọn vẹn niềm tin, có lòng thành kính với thầy mình là cư sĩ Lý Bỉnh Nam, và không còn một ý niệm là trông chờ bên ngoài đi học hỏi ai, cho nên tâm có sự an định. Chỗ này phải lãnh hội. Tâm có sự an định, không đứng núi này trong núi nọ, không chia chẻ làm đôi cái tâm ra, học cái chỗ này có được hay không, người này dạy có đáng tin cậy hay không, cái điều này học để mình giảng pháp có được hay không, ý niệm này mất, cho nên có sự thành tựu thọ dụng lớn. 5 năm sau rồi, Ngài Lý Bỉnh Nam cầm lúc đó là 2 bộ văn sao, Tục Biên, Chánh Biên, nói với Hòa Thượng Tịnh Không, đây là vị thầy tôi hứa với ông từ bắt đầu ông đặt chân đến đây. Thầy tôi, tuy rằng Ngài đã vãng sanh rồi, nhưng bộ văn sao này, nếu ai làm vào trong đó, hành vào trong đó, thì luôn luôn có thầy bên cạnh sẽ hướng dẫn mình, trợ duyên cho mình, rất đắc lực. Ngài nói những điều này là điều là Ngài đã thọ nhận cái sự thọ dụng về cái chân dọc vấn đề học văn sao. Hòa Thượng cầm, nhưng mà thích giảng kinh, chưa đi sâu vào văn sao, cầm và làm theo, tiếp tục học 5 năm nữa là 10 năm ở tại Đại Trung, không rời thầy mình, vì thấy có thọ dụng. Đây là cái việc mà thời xưa người ta dạy học, người ta phải có sự quy định cho học trò.
Thì chúng tôi trong tuần lễ này chúng tôi chiêm nghiệm cái lối dạy của Ngài Lý Bỉnh Nam cũng na ná giống như là Tổ sư Ấn Quang. Bởi vì khi mà Ngài Lý Bỉnh Nam quy y với Tổ sư Ấn Quang xong rồi gửi một số lá thư, thì Ngài trong những 7 lá thư này có đoạn Ngài nói: tôi gửi cho ông 2 bộ văn sao, 2 gói này ông phải chiêm nghiệm nó. Mà chính thiệt 2 gói văn sao tục biên với chánh biên này mà Ngài Lý Bỉnh Nam không chê là gửi cho những vị cư sĩ. Bởi vì Ngài cũng vẫn là cư sĩ, dẫu cho Ngài rất giỏi, trước khi gặp Ấn Tổ là đã thọ dụng, thọ về mật tông, gọi rằng là thọ giáo về mật tông và thiền tông rất sâu. Khi đến gặp Ấn Tổ thì Tổ sư Ấn Quang nói: cái pháp này khế lý nhưng mà trong thời đại hôm nay mình dùng không được. Vì sao thiền và mật tông trong thời hôm nay dùng không được? Vì căn cơ mình là hạ liệt, mà hai cái pháp này dành cho căn cơ và trung và thượng. Tôi đây là cũng hạ căn cho nên tạm, tôi tạm gác lại. Có phải là cái lối dạy của Ngài Lý Bỉnh Nam giống Hòa Thượng, giống Ấn Tổ? Ấn Tổ là vị thầy, Ngài Lý Bỉnh Nam dạy giống nhau chỗ này. Là cho mình đi thẳng vào pháp môn tịnh độ. Và lúc mà Hòa Thượng Tịnh Không đưa văn sao đó là muốn cho họ, Ngài Lý Bỉnh Nam đưa văn sao cho Hòa Thượng Tịnh Không là muốn cho Hòa Thượng Tịnh Không biết là tôi có thầy gốc gác của thầy tôi là đây. Cho thêm cái tính tâm đối với Hòa Thượng Tịnh Không là không phải là mình học một vị thầy không gốc gác. Vị thầy này là một vị tổ sư thứ 13, có gốc gác rõ ràng. Thì lúc Hòa Thượng Tịnh Không ở tại Đài Trung với Ngài Lý Bỉnh Nam là học văn sao qua pháp hành, nhìn vào bản thân của Ngài Lý Bỉnh Nam để hành. Mà Ngài Lý Bỉnh Nam nhận bộ văn sao này của Tổ sư Ấn Quang hành trì, có gốc gác rõ ràng. Và cái hiếu của Ngài Lý Bỉnh Nam mà Ấn Tổ Ngài khen, lòng thành vì mẹ của ông, có thể nói là trí thành không chi hơn được. Thì Ngài chia sẻ cái lòng thành của Ngài thành kính, cung kính mẹ như thế nào đó. Rồi Ngài Lý Bỉnh Nam đã chia sẻ và viết thư gửi hỏi, thì Ấn Tổ mới nói cái đoạn này: cái lòng thành kính ông quá là cao, nhưng lòng thành kính ấy phải khuyên mẹ ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì mới là lòng hiếu thảo hữu ích lớn lao. Thay vì đáng lẽ gặp một vị tổ, gặp một vị đạo cao đức trọng phải khuyên họ nói những cái chuyện gì lý tánh cao siêu, hoặc những cái chuyện gì mà nó mang tính cách là những cái áo nghĩa trong kinh Hoa Nghiêm Niết Bàn, đúng không? Nhưng không, nói những việc rất bình thường nhưng phi thường, tuy cạn mà sâu, không sâu rất sâu. Làm cho được khuyên cha mẹ ăn chay đi, và cha mẹ thực sự ăn chay rồi phát triển lòng từ bi thương người, cứu người cứu vật, thương người thương vật, phóng sanh và niệm Phật tam muội đi, làm được không? Ngài Lý Bỉnh Nam nghe làm liền. Tuy rằng nghe rất cạn là chuyện ăn chay niệm Phật, đúng không? Nhưng mà tuy cạn mà sâu, làm rồi mới thấy cái sự sâu màu vi diệu của nó. Ngài Lý Bỉnh Nam, Ngài là vị thầy thuốc đông y khá giỏi, và Ấn Tổ Ngài vẫn chấp nhận về cái việc nếu con người không đủ định lực để niệm Phật, vượt qua nghiệp lực, thì tạm dùng thuốc được. Có thể dùng thuốc tạm, chúng tôi dùng danh từ là tạm dùng thuốc, chứ thực sự thuốc nó chỉ giúp 30%, vì nghiệp lực nó phải là nhờ công đức Phật lực, pháp lực, tự tánh công đức lực, ba cái này hợp lại chuyển được nghiệp lực. Đại chúng lãnh hội chỗ này, thuốc dầu là linh đơn nhưng mà đã là nghiệp lực, đã là quả báo, trọng báo rồi. Muốn chuyển thành khinh báo là báo nhẹ, báo nặng chuyển thành báo nhẹ, báo nhẹ tan mất thì chỉ có Phật lực. Pháp lực là câu Phật hiệu, công đức không thể nghĩ bàn. Và tự tánh công đức lực này niệm cho chân thật, cho già dặn mà niệm thì không có nghiệp gì mà không tiêu.
thì nghiệp tiêu thì trí rạng khai minh tâm địa, rỗng rang sáng suốt, yểu thành thọ, ngu thành trí, nghèo hèn thành sang quý. Quá đơn giản, quá đơn giản cho nên người ta không tin luôn. Kinh A Di Đà là bộ kinh quá đơn giản, niệm Phật quá đơn giản cho nên thành ra người ta không tin nổi. Vì cái đơn giản đó không sâu mà sâu đó. Đơn giản nhưng mà không phải dễ gì để mà hành trì được đâu, nếu không học theo các vị lão sư đi trước. Pháp danh Đức Minh, Ngài hay dùng những cái pháp danh mà để cho cái danh xứng với cái tánh. Đức là công đức, công đức là cội gốc, phước đức là cành nhánh, phước đức nương nơi công đức. Công đức đây là phóng sanh, 10 công đức phóng sanh, 10 công đức niệm Phật, 10 công đức lễ Phật. Những công đức này nó là nền tảng sanh ra phước đức. Cho nên Ngài hay dùng cái danh từ đức trước. Minh là sáng suốt, là trí tuệ, quang minh, xứng với cái tên, với cái tánh. Thì trong cái sử liệu chút xíu nữa thầy tánh đọc thì nó đầy đủ, thì chúng tôi trích những đoạn ra, thì có trong sử liệu đó có nói Ngài Lý Bỉnh Nam hai lần được niệm Phật ban châu tam muội. Như thế nào là ban châu tam muội? Trong sử liệu này chỉ nói thôi chứ không có phân tích ban châu tam muội là gì. Chúng tôi tra vào xem xét thiệt kỹ ban châu tam muội là gì. Là người này đi kinh hành niệm Phật 90 ngày không đặt lưng xuống chiếu, không ngủ, chỉ có ngồi trên ghế nghỉ một chút thôi rồi tiếp tục đi nữa. Hai lần vô định ban châu tam muội. Mà người vô ban châu tâm muội thì đã phá được thân kiến. Thân này giờ nóng lạnh đói khát không thành vấn đề, không chi phối họ được, sức định họ quá sâu, thì đây gọi là tâm muội luôn. Mà người vô ban châu tâm muội phải là người đạt được sự nhất tâm. Sự nhất tâm đã phá được thân kiến và biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, phá luôn tư hoặc, tham sân si mạn nghi. Kiến hoặc và tư hoặc đã phá thì chứng sự nhất tâm và niệm Phật tam muội của sự. 90 ngày 3 tháng không ngủ. Cái cảm giác này người tịnh tu sâu họ sẽ rớt vô trong trạng thái một vài đêm thôi, mà họ hoảng hốt, họ tưởng là tu sai, chứ thực ra cái đó là trạng thái của công niệm Phật, làm phá tan đi cái ngũ dục là thực và thùy. Ăn họ không có cần phải ăn ngon, mà không cần phải là họ ăn cho nhiều, họ ăn rất ít mà nhờ công đức niệm Phật với hơi thở mà họ khỏe. Tuy rằng không thấy họ ngủ nhưng mà gì, họ tỉnh, họ không có mệt. Thì đây là công đức Phật hiệu bắt đầu đột phá được ngũ dục của thùy và thực. Nhưng chúng ta làm hoài nhưng Ngài chịu không nổi. Cái đó chỉ nhất thời, khi ra lại rồi chúng ta trở vô công phu để cho nó phải theo cái lộ trình của cái não của mình, ngủ 3-4 tiếng gì đó, 4-5 tiếng gì đó. Những người khi rớt vô tình trạng này suốt đêm trắng mà tỉnh táo, gần như là hoảng hốt mất thăng bằng. Nếu không giữ được câu niệm Phật trong tâm thì người này rớt, coi chừng vô sự điên loạn, không vô cảnh giới này được, vì mình sợ và ngán liền. Một đêm trắng thì đâu phải là đơn giản. Còn những người mà họ bệnh không ngủ được thì không nói. Nhưng mà không có để tình trạng này lâu, vì mình chưa có chứng pháp thân, cần phải có sự điều hòa cho nó ngủ vài tiếng. Vài tiếng được. Thì cái người mà họ chứng được cái sự nhất tâm thì bậc thượng thượng căn trong cõi này họ làm được. Trong cõi này họ làm được, đốn phá được tư hoặc và kiến hoặc, tham sân si mạn nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, trong ngay lúc hiện đời họ chứng A-la-hán rồi. Được. Mà để mà đốn phá, mà nhập vào lý nhất tâm, để trần cuộc sa học và vô minh hoặc, để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì phải về tới cực lạc, bắt đầu đoạn một phần trần sa, một phần vô minh, chứng một phần pháp thân, thăng lên phẩm vị cao hơn, từ phương tiện lên thập báo hoặc thường tịch quan.
Mà sự nhất tâm trong đời này thì tìm con người đó khó cực kỳ, nhưng mà Lý Bỉnh Nam nó phải dễ tìm. Thì chúng ta là hạng gì? Nếu giỏi gọi là thành phiến. Thành phiến là câu Phật hiệu suốt ngày đêm trong tâm và ra miệng, không gián đoạn, không có vọng tưởng chen nữa. Tham sân si chưa đoạn trừ, cư tư hoặc kiến hoặc chưa đoạn trừ, mà phục được nó là phục rồi. Bắt đầu lòng từ bi phát triển, lợi mình lợi vật bắt đầu có, lợi người bắt đầu họ rất dễ làm. Thì cái chỗ này chúng tôi thấy Ngài Lý Bỉnh Nam, Ngài nghe theo thầy mình làm cư sĩ, giữ thân phận, không trông mong, trông ngóng là phải là tỳ kheo, hòa thượng, thượng tọa để có danh tiếng, để nhiều người biết đến. Thế mà vẫn như thế nào? 200.000 người lúc Hòa Thượng Tịnh Không ở tại Đài Trung là đệ tử quy y dưới tòa Ngài Lý Bỉnh Nam. Chỗ này quý chú lãnh hội cho sâu, quý thầy cũng lãnh hội coi thử coi mình có làm được như cư sĩ này không. Không được thì mình phải cố gắng, chứ đừng có giả danh. Chúng ta coi vô chỗ này tự nhắc nhủ mình có phải giả danh không, nhân danh hay không. Một vị tỳ kheo mà trọn vẹn thực chất của tỳ kheo là phải phá ma. Những nghiệp ma, nội ma, tham sân si mạng nghi đã phá, chứng vô A-la-hán. Bố ác và gì ứng cúng. Khi đói trời mang thức ăn xuống cúng luôn. Vì cảnh giới A-la-hán cao hơn trời. Trời vẫn còn tham sân si nằm trong luân hồi mà. Tham sân si của trời thì họ thực sự rất là nhẹ thôi, chứ mà đoạn trừ sạch luôn để bước vào trong quả vị A-la-hán, ra khỏi luân hồi thì cõi trời phải sạch sẽ hết tham sân si, không còn một chút gì mạn nghi thân kiến, thì bắt đầu họ thăng hoa ra khỏi luân hồi, bước vào sơ quả. Nhưng mà sơ quả cũng phải sanh lên trời 7 lần, xuống nhân gian 7 lần. Kinh khủng không? Nắm rõ như vậy, mình có nhiều người họ học Phật Pháp lập bập, họ nói trời cao hơn Phật, cao hơn Bồ Tát. Họ không biết hiểu ra nổi cảnh giới, chỉ học lè tè như ếch ngồi đáy giếng thôi. Thì cái chỗ mà Ấn Tổ Ngài có nói trong văn sao đoạn này, mà Ngài Lý Bỉnh Nam y giáo phụng hành làm đúng tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn gì? Cách hỏa táng khi Phật Pháp hưng thạnh vào đời đường Tống, người tại gia thường dùng, nhưng hãy nên thuận theo thói đời chôn cất, vì sợ kẻ chấp trước câu nệ sẽ lầm lạc nói ra nói vào, chứ thật ra thiêu sẽ dễ dàng gọn gàng hơn. Qua 49 ngày hãy thiêu là ổn thỏa nhất. Chỗ này phải lãnh hội. Chôn lâu ngày rất có thể xương cốt bị phơi bày, chuyện để tan 3 năm không dùng đến lễ nhạc, cố nhiên nên tuân thủ. Cái ý này là chỗ nào? Thời đường Tống thì họ thích chôn, và họ ra cái điều kiện đó là chôn mà vào đúng cái huyệt long mạch thì gia đình phát đạt, và thay phiên nhau họ chôn. Thì người ta hỏi Ngài bây giờ chôn hay thiêu, Ngài nói nếu mà thuận theo cái phong tục khỏi tiếng ra lời vào bị chê chấp thì thôi chôn cũng được, nhưng mà thiêu vẫn là cái hay nhất. Nhưng mà vì sao để qua 49 ngày? Ngài Lý Bỉnh Nam khi mất để 49 ngày. Mà bên Đài Loan cái chuyện này rất khó, không phải như bên Việt Nam dễ, muốn để nhiêu để. Nhưng mà bên Đài Loan là hầu như họ sống theo cái luật giống như bên Mỹ là chết và mang vô trong cái nhà đông lạnh rồi là phải hỏa táng và đem đến làm rất sạch sẽ bài bản. Mà cái văn minh quá đã làm mất đi cái vấn đề thuần phong mỹ tục của một con người, đó là đám tang tại nhà. Thì họ, đó là cái luật của họ, thì mình phải qua sống thì mình phải chấp nhận thôi. Như lúc chúng tôi ở bên Mỹ, chúng tôi giật mình cái ổ, chẳng lẽ mình thiêu rồi đâu có được hộ niệm, mình gieo cái nhân của cái phòng hộ niệm, bây giờ mình ở bên này lỡ bây giờ mình đột tử mình mất cái rồi, giờ mình chẳng lẽ vô nhà lạnh liền mười mấy tiếng là đâu có thành vấn đề, sao được, sợ quá thôi chạy về. Thì Ngài Lý Bỉnh Nam khi mất ngày để 49 ngày mà 200.000 đệ tử, mỗi ngày 600 người vô thay phiên niệm Phật bằng tiếng niệm Phật của con người không ngớt. 49 năm suốt cả ngày, 49 ngày suốt cả ngày đêm không bao giờ ngớt tiếng niệm Phật.
thì Ấn Tổ ngài nói nên để 49 ngày, mà tổ sư Ấn Quang khi mất cũng nhập vào tháp 49 ngày mới đem ra thiêu. Thiêu đúng ngày rằm là ngày 15 tháng 2 là ngày Phật nhập Niết Bàn. Mất đúng cái tuổi là tuổi 80 của Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì khi đến cổ đoạn này thì chúng tôi mới hiểu ra một cái chỗ sâu xa. Vì sao để 49 ngày? Có phải để 49 ngày cho Phật tử đến cúng dường cho nhiều không? Không phải cái đạo lý này. Mà để 49 ngày đó là một bài thuyết pháp, tuy nằm trong hồn mà vẫn là gì? Khuyên người niệm Phật được. Quý vị để ý những người giận nhau, buồn nhau, họ có những cái chuyện gì đó họ không bằng lòng, khi mất họ vẫn đến thắp nén nhang, đúng không? Tình nghĩa khi mất. Thì cái sự mất ra đi đó là một cái sự mà không bao giờ gặp mặt lại, cho nên họ bao nhiêu công việc gì họ cũng bỏ từ nước ngoài họ bay về. Những người bất hiếu thì cha mẹ mất họ không về thôi, họ viện cớ này nọ thôi. Nhưng những người mà có hiếu thảo họ phải để toàn tâm đi trong đó, họ lo lắng. Thì khi về như vậy thì sao? Thắp nén nhang hoặc là lo, tùy theo khả năng mỗi người. Nhưng mà riêng ngài Lý Bình Nam khi mất đến thì gần như là người ta niệm Phật chứ không ngồi đó tán ngẫu. Quý vị coi những cái đám tang coi, hầu như mất là che rạp, bắt đầu ngồi tán ngẫu, nói chuyện, quýnh bài, ăn uống, nhậu nhẹt. Thì đây là phi đạo lý, không có đạo đức. Chúng tôi cho là không đạo đức. Vì sao? Vì cái việc người ta mất mà mình đến mình tụng thời kinh, mình đến làm những việc gì tốt, cho sao lại sát sanh, lại ngồi quýnh bài, ngồi uống rượu, ngồi chơi. Cái đó là cái phong tục của họ xưa bày nay làm. Nhưng mà đối với cái việc mà để đúng theo quy trình của một con người Bồ Tát hướng dẫn để làm con người đó siêu sanh thoát hóa, là phải tích đức trong lúc họ mất. Công đức để mà tích trong cái lúc người mất thì Ấn Tổ hay nói đám tang hay nhất vẫn là niệm Phật, không bày kèn chống làm rình rang. Cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt. Luôn bình thường ngài còn sống một tuần ngài giảng lần, có khi tuần giảng hai lần ngài Lý Bình Nam. Nhưng mà khi mà ngài mất rồi, ngài vẫn là hiện thân thuyết pháp, để cái hồn 49 ngày đó để cho mọi người đi xung quanh đó niệm Phật, thương kính thầy mình quá, biết ơn thầy mình quá, thầy mình giúp cho mình cái pháp gọi rằng là liễu sanh thoát tử, nó quý hơn rương vàng. Cho rương vàng mình ăn gì đi nữa, chỉ một đời này thôi, nhiều lúc rương vàng đó làm cho mình đọa lạc vì ham của, ham tài, ham sắc. Còn này họ cho mình cái pháp bảo xài mãi cho đến lúc vãng sanh Tây Phương, sao mình không quý ngài để mình về? Người ta bận biểu gì cũng về niệm Phật. Có người về rất nhiều lần trong 49 ngày. Đây là hiện thân thuyết pháp, hiện thân thuyết pháp lúc còn sống và hiện thân thuyết pháp lúc vào trong quan tài. Ấn Tổ còn đem đi nhập tháp cho ngài khỏi luôn, để tại chỗ. Rồi bắt đầu thiêu, thiêu vô số xá lợi, vô số xá lợi, cả ngàn viên xá lợi, quá nhiều. Nhưng mà cái tướng của ngài Lý Bỉnh Nam thì Hòa Thượng Tịnh Không nói là tướng này là tướng chết yểu, không phải thọ, mà ngài sống đến 97 tuổi. Ngài nói, thầy tôi có hai việc, thứ nhất là bố thí pháp. Thế cho nên thầy tôi từ người ngu trở thành người trí đó. Thứ hai nữa, thầy tôi là thường để đến những cái trại giam giúp những người nạn, gặp nạn và cứu mạng và cứu nạn. Chúng tôi nghe đến cái chỗ này là chúng tôi có thọ dụng và nghĩ rằng tương lai, bữa nói chú Quảng Tịnh lên mạng coi chỗ nào có trại giam tỉnh Lâm Đồng hoặc chỗ nào đó, chú nói không có số điện thoại chúng tôi, chắc thời gian phải thân hành đến tại trại giam hỏi, và có thể mình giúp cho những người gặp nạn. Thích giúp những người gặp nạn, ví dụ những người khổ, khổ thì thực sự họ chưa đến nỗi họ đau khổ cùng cực, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu ở, giúp cho họ thì cái chuyện đó bình thường thôi. Mà giúp cái người đang ở trong tù thì ngài Lý Bỉnh Nam làm chuyện này. Và cứu mạng là ngài thường phóng sanh, cho nên thọ mạng ngài kéo dài. Bao nhiêu cái chướng nạn của ngài qua hết là vì mình cứu nạn người ta. Khi mình cứu nạn người ta thì tai nạn của mình qua hết. Ở đây có ai là không tai nạn? Sống trong cái cõi này mình gọi là không tai nạn? Có. Vì quả báo vô lượng đời kiếp đến bây giờ mình đã tích lũy trong này thì bắt buộc là nhân khổ có rồi thì quả báo phải chứng, nó chờ sẵn, nó trực sẵn để nó canh mình mà. Thì canh mình đó là nạn đó. Ngay chỗ này khi chúng tôi xem qua thì chúng tôi nói Việt Nam là cơ hội để có thể một tuần. Cho nên hôm nay đây là cái chuyện mà mình học rồi mình phải có thể áp dụng. Về sau đủ nhân duyên được
tìm cái phương tiện hòm làm sao không cho xì mùi hôi thối ra. Quý thầy có thể để một tuần tốt. Chúng tôi có thể là để một tuần hoặc giả, nếu anh em ở đây thương tình, hôm nay nói đây là nói bằng tâm tình, tâm nguyện Phật tử của anh em, huynh đệ thương tình để chúng tôi 49 ngày chúng tôi vẫn quan hệ. Nhưng mà để có phải là để cho mong Phật tử về để cúng dường phúng điếu không? Không, phải ghi một cái bản cáo phó là không nhận phúng điếu. Để những người khác không tiến ra tiến vào gọi rằng là để lâu để mà kiếm tiền. Cái chuyện này có. Mình phải để cho người ta tới niệm Phật, để cho họ có thể là vì mình mà họ sanh tính tâm niệm Phật, hiện thân thuyết pháp. Giờ mấy thầy không giảng gì hết trơn, có công với Tam Bảo, chúng tôi cảm giác thấy là được. Và có điều kiện được để một tuần. Ví dụ thầy Hậu để ông một tuần, sao đâu. Ví dụ ông đi trước giác nhàn làm ngay, đâu có gì đâu. Tuy rằng nay ông gần 80 mấy 90 ký, không sao, bỏ anh xe chở, cái gì nặng đâu. Nếu dụ là những người mà ốm khoảng như giác nhàn này 71, 72, thì 8 người khiêng. Còn thầy Hậu thì 15 người khiêng nổi chứ gì đâu. Đúng không? Không sao. Thì như vậy hôm nay mình hiểu rằng cái đạo lý mà một tuần 49 ngày nó có đạo lý. Ví dụ thầy Hậu để một tuần thì người ta niệm Phật một tuần, để 3 ngày người ta niệm Phật 3 ngày, đúng không? Anh em mình thương tình với nhau lên, rồi để 7 ngày niệm Phật 7 ngày. Để mấy ngày niệm Phật mấy ngày mà làm sao đó đừng xì. Thứ nhất là cái loại hồn sao cho đặc biệt. Còn Phật tử thì 5-3 ngày, 1-2 ngày tùy duyên không sao. Mà cái điều này là một cái điều hay. Những người đó có cái công ơn với Phật Pháp, xiển dương Phật Pháp và có sự truyền bá Phật Pháp, nhiều người biết đến. Hoặc giả những anh em trong chùa, nhiều người ta sẽ hỗ trợ. Chứ còn để đó không lạnh lẽo ngoài đời, người ta để 1-2 ngày là uống rượu mệt mỏi rồi, hoặc đến đó ai mà chán rồi một tuần trở lại là chết người rồi, buồn chết người đi. Hoặc họ vui chỉ là ăn nhậu thôi, chứ còn mình để đây niệm Phật thì quá tốt. Cái chỗ này là Ấn Tổ cái nó có nổi rõ bằng trong văn sao, để 49 ngày thì thiệt là hay. Cho nên nếu anh em về sau chúng tôi ra đi mà có thể để trên cái chánh điện phụ 49 ngày là rất là tốt. Làm sao đừng có mùi hôi, giữ vệ sinh tuyệt đối, vô đó nghe thơm lừng. Ngày Lý Bình Nam, những người về niệm Phật xung quanh đó trong 49 ngày, nhiều người cảm giác tâm thanh tịnh xuất ra mùi thơm. Niệm Phật mà không có hôi thối đâu. Thì đó là cái điều mà chúng tôi rất rất nhiều về cái việc của Ngài Lý Bỉnh Nam. Nhưng hôm nay chúng tôi chỉ nói những cái điều này thôi. Thì giờ đây Thầy Tánh sẽ đọc cái cuộc đời hạnh nghiệp của Ngài Lý Bỉnh Nam. Hay, cái đoạn này hay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc cuộc đời của cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Đại cư sĩ Lý Bỉnh Nam vãng sanh Đô Đại cả ngàn viên xá lợi. Ngài Lý Bỉnh Nam là vị thầy vĩ đại của hơn 200.000 đệ tử nói chung và của Hòa Thượng Tịnh Không nói riêng. Sau khi Ngài viên tịch, thiên hạ mến mộ công đức của Ngài, nên mỗi ngày có khoảng 600 người đến hộ niệm. Tất cả đều tự động đến, không phải để chia buồn, nói lời trọng tích, mà đi xung quanh quan tài hộ niệm. Tiếng niệm Phật không ngừng nghỉ trong suốt 49 ngày. Người tu theo pháp môn niệm Phật mà không biết gì về Ngài Lý Bỉnh Nam cũng là một điều đáng tiếc. Tài liệu chúng tôi viết về cư sĩ Lý Bỉnh Nam là do cư sĩ Trần Văn Tường ở Úc lấy từ mạng điện toán của chùa Quảng Đức ở Úc gửi tặng cho chúng tôi. Lý Bỉnh Nam là một cư sĩ thôi, nhưng là một cư sĩ vĩ đại đã đào tạo cho chúng ta thời mạt pháp này một vị pháp sư lỗi lạc, một hòa thượng được người Việt hoa khắp thế giới ngưỡng mộ. Khi viết về Ngài Lý Bỉnh Nam, có người vẫn chấp sợ giới thiệu Ngài là một cư sĩ thì làm nhẹ thể vị hòa thượng khả kính. Tại vì ấy chấp, chứ hòa thượng Tịnh Không vẫn hành diện nói: thầy tôi là một cư sĩ, và khi tôi được ông chấp thuận cho làm học trò, ông buộc tôi phải bỏ tất cả những gì tôi đã học được với hai vị thầy cũng danh tiếng,
đó là giáo sư Phương Đông Mỹ và chứng gia đại sư Mục Đại Lạt Ma. Cuộc đời của Bồ Tát cư sĩ Lý Bình Nam, đệ tử tổ Sư Ứng Quang, cư sĩ Lý Bình Nam thời Dân Quốc hiệu Tức Lư hay Tức Tăng, người thành phố Tây Nam, tỉnh Sơn Đông. Từ bé, ông đã lĩnh ngộ hiếu học. Ông chuyên học về pháp luật, chính trị và học cả trung y, nghiên cứu Phật học, giáo, thiền, tịnh, mật. Ông đều thường tu trì. Ông từng giữ chức giám ngục của huyện lữ, nhưng nhân từ tột bậc, trung thân ăn chay. Ông quy y với vị tổ thứ 13 của Tịnh Tông là Ứng Quang Đại Sư, được ban hiệu là Đức Minh. Ông gắng tự hành dạy người chuyển tu tịnh nghiệp. Sau ông đáp lời mời làm bí thư cho vị chủ nhiệm quản trị nhà thờ Phụng Đại Thành Chí Thắng Tiên Sư Khổng Tử. Ông theo chủ nhiệm Khổng Thượng Công, tức Khổng Đức Thành, thiền di theo chính phủ về Trùng Khánh, sống ở biệt thự Ý Lan thuộc núi Cái Nhạc. Mỗi sáng sớm, ông lên chùa Vấn Đảnh để lễ tùng, niệm Phật. Ít lâu sau, ông làm trách nhiệm giảng dạy cho Phật học giảng viên hội của chùa mấy năm. Người tin theo rất đông. Năm Dân Quốc 45-1946, theo Khổng Thượng Công trở về Nam Kinh, ông thường giảng kinh tại chùa Phổ Tế và Chánh Nhân Liên Xã. Tháng 2 năm Dân Quốc 38-1949, vào lúc 60 tuổi, ông theo Khổng Thượng Công qua Đài Loan, ngụ tại thành phố Đại Trung. Vừa mới sắp xếp công vụ xong, ông đã tìm được chùa Pháp Hoa để làm cơ sở hoằng pháp và lập phòng chứng mạch trung y, lập Bồ Đề Y Viện và Thế Y Hội vân vân để chữa trị, hút thuốc miễn phí. Ông khởi xướng những sự nghiệp hoằng hóa từ thiện để tiếp dẫn quần cơ đồng tu tịnh nghiệp. Ông thường nhóm chú niệm Phật, cử phái viên hoằng pháp đến thăm các nhà giam và những gia đình liên hữu, do đó pháp duyên ngày càng rộng rãi. Tòa giảng kinh của ông mở rộng đến các chùa Đinh Sơn, Bảo Giác, Bảo Thiện vân vân. Ông còn khuếch trương những cơ sở truyền giáo khắp cả Đài Bắc, Đài Trung và Đài Nam, chuyên hoằng dương tịnh độ, phổ độ chúng sanh. Mỗi năm cử hành Phật thất nhiều lần, lần nào ông cũng đích thân chủ trì, ân cần thiết tha huấn thị. Ông thường soạn các tài liệu Phật học, hàm thụ và vấn đáp, soạn các chương trình phát thanh miễn phí gửi tặng các đài phát thanh. Về chức tá có A Di Đà Kinh Chích Chú Tiếp Mông Kỳ Nghĩa Uẩn, có nghĩa là lực chú kinh Di Đà để những người kém hiểu biết lãnh hội được ý nghĩa sâu xa. Đại chuyên học sinh Phật học giảng tòa, có nghĩa là tài liệu giảng dạy Phật học cho sinh viên chuyên ngành Phật học, gồm 6 quyển: Phật học vấn đáp loại biên, Hoằng hộ tiểu phẩm vương tồn vân vân, Hóa độ nhân gian. Nhưng đó, ở các nơi gần hay xa, mọi người đều được bình đẳng hưởng thụ pháp ích. Sau, ông nghỉ việc để tăng thời gian hoằng pháp, luôn luôn với người khác tính số nhân quả, dài dặn, chắc thật, niệm Phật. Trong pháp môn niệm Phật có 2 công phu để hành trì: một, tu Phật thất dành cho người căn cơ bình thường; 2, bản châu tá mùi dành cho người siêu việt xuất chúng, có sức khỏe dịu dai. Hành giả thực hành bản châu tá mùi phải đứng hay đi kinh hành trong thời gian 90 ngày không hề nằm, thường xuyên đắp y hoặc mặc áo tràng. Theo lời kể lại, cư sĩ Lý Bình Nam đã 2 lần đạt được bản châu tá mùi. Ngài đã được định rất sâu. Như vậy có thể Ngài Lý Bình Nam đã đạt được lý nhất tâm bất loạn hay sự nhất tâm bất loạn. Ngày 12 tháng 4 năm Dân Quốc 75-1986, ông bảo đệ tử hầu cận: ta sắp đi đây. Đến sáng hôm sau, ông niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, dặn dò đệ tử rồi nằm yên mà tịch. Thọ 97 tuổi,
Sau khi trả tỳ, thu được hơn cả ngàn viên xá lợi ngũ sắc. Theo Lý Công Tức Hư Lão Cư Sĩ, Lược Sự, Hòa Thượng Tịnh Không nói về Đại Cư Sĩ Lý Bình Nam. Như chư đứng hữu thấy, sau khi vãng sanh, Cư Sĩ Lý Bình Nam đúc đại hơn cả ngàn viên xá lợi ngũ sắc. Đó là kết quả của người thật sự có công phu tu tập trong nhiều năm niệm Phật. Rải rác trong các băn giảng, Hòa Thượng Tịnh Không thường nhắc đến vị thầy vĩ đại của mình. Chúng tôi chẳng nhớ trong băn giảng nào đã ghi ra tài liệu dưới đây. Theo Hòa Thượng Tịnh Không, tướng của Cư Sĩ Lý Bình Nam không phải là người trường thọ, vì cái lỗ tai và cái càm ông ngắn không phải là người sống lâu. Nhưng nhờ ông biết làm việc thiện, như chữa bệnh miễn phí cho mọi người, dạy Phật Pháp cho mọi người. Sự thu thập tài chính của ông rất dồi dào, nhưng ông để bố thí cho thiên hạ. Ông sống trong một căn nhà nhỏ, không cần người giúp việc hầu hạ. Đến 90 tuổi, ông sống một mình với thân thể khỏe mạnh, cường tráng. Phước báu mà ông có chẳng phải là do đời trước mà có. Sau khi học Phật, ông mới tu. Phước báu thọ mạng của ông là nhờ tu trong đời này. Đây là điều mọi người chúng ta cần tìm hiểu, học hỏi. Nhiều vị chỉ biết khen người mà không noi theo gương người để áp dụng cho mình, thì lời khen ấy trở thành rỗng không. Ngài Lý Bình Nam vãng sanh vào lúc 97 tuổi. Điều đáng lưu ý, tuy không ai kêu gọi thiên hạ mến mộ công đức của Ngài, mỗi ngày có khoảng 600 người đến hộ niệm. Tất cả đều tự động đến, không phải để chia buồn, nói những lời rộng tuyết, mà đi xung quanh phong tài hộ niệm. Tiếng niệm Phật không ngừng nghỉ trong suốt 49 ngày. Hòa Thượng Tịnh Không nói, kết quả mà Ngài Đi Bên Nam đã tu trong đời này, thông minh, trí huệ do Ngài bổ thí pháp, khỏe mạnh, trường thọ là do bố thí vô ý. Vô ý mà không não hại tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh gặp ta có cảm giác an toàn, đó là vô ý. Ngài Lý Bình Nam có trên 200.000 đệ tử, thật là vĩ đại. Và đó thì đến đây là kết thúc rồi. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, cái lối truyền pháp và dạy dỗ của Tổ sư Ấn Quang không trọng nơi hình thức. Cư sĩ Sa Di hay Tỳ Kheo, mà nhìn thẳng vào trong cái căn cơ của từng người. Cái chỗ này là chỗ chúng ta lãnh hội. Và Ngài kêu tìm cái căn cơ mà người xuất gia rất khó. Không phải là cái chuyện người này có quan cao lộc cả, phước báu mà có thể làm được đâu. Và Ngài sợ mang danh và hình thức nhân danh để hủy hoại Phật Pháp, làm lối rộn thường trụ. Rất sợ chuyện này. Mà nhìn vào cái căn cơ của người đó, có phải là thiện căn không? Người này có thích làm phước đức không? Nhắm vô chỗ này, họ là cư sĩ thôi, nhưng họ có sự thành tựu. Mà Ngài Lý Bình Nam là người đã y giáo phụng hành. Trong thâm tâm chúng tôi nghĩ, nếu lúc còn nhỏ tở thở bé mà có ai nói cho chúng tôi được cái bộ văn sao này, chúng tôi hy sinh phát tâm, nhưng phải gọi là hy sinh phát tâm làm cư sĩ. Giờ mình đã lỡ đi xuất gia rồi, vẫn giữ thân phận đó thôi. Nhưng mà thực sự nhìn đối với vị cư sĩ này, mình hổ thẹn vô cùng, không đáng sách dép. Rõ ràng Hòa Thượng Tịnh Không một bậc đâu phải bình thường đâu, mà phải xưng cư sĩ Lý Bình Nam là thầy tôi, mà mình là chưa xứng đáng làm học trò Hòa Thượng Tịnh Không nữa. Thấy không? Nhìn lại mình bắt đầu sanh hổ thẹn muốn chết được. Lúc Hòa Thượng Tịnh Không nói thầy tôi là nói rằng là cái vọng tưởng phiền não buồn bực nó tiêu cái năng lượng, cho nên nó sanh ra đói, mất sức khỏe, mất hết tất cả năng lượng trong con người từ là vọng tưởng 90% luôn. Một ngày ngày ăn chỉ có hai cái bánh bao một bữa trưa,
ấn tượng, coi như là Hòa Thượng Tịnh Không nói là thầy tôi là tôi theo không kịp, tôi chỉ ăn buổi sáng 2 cái bánh với bữa trưa 2 cái bánh được, chiều tôi không ăn được, cho sáng tôi không ăn tôi chịu nổi. Người này họ hưởng pháp vị của danh hiệu Vạn Đức Hồng Danh ở dưới Đạo Phật, ăn không khí trời mà. Cho nên chúng tôi nghe đến cái đoạn này, chúng tôi thấy cái đạo lý, cái miệng mình có 1 cái lỗ, còn là mũi có 2 lỗ. Đó là một quy định của nghiệp báo, 2 lỗ phải hít nhiều hơn 1 lỗ. 1 lỗ cho nó ăn ngày 3 bữa, 2 lỗ mà hít ít là coi chừng chết, tổn khí, chết ngay liền. Ăn có thể nhịn 49 ngày được, cho thở nhịn 5 phút là chết. Không ai hiểu ra đạo lý này và không ai thấy hơi thở là quan trọng, chút nữa chúng ta nói. Nói về cuộc đời ngày Lý Bỉnh Nam, chúng tôi đến đây xin khép lại, đợt sau nói nữa. Nhưng mà riêng về cái lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang về cái pháp niệm Phật chú trọng tại chỗ nhiếp trọn 6 căn tình niệm tiếp nối đắc tam ma đệ, ấy là đệ nhất, thì chúng tôi trích ra rất rất nhiều đoạn, nhưng mà không đủ ở đây 2-4 trang luôn để thầy, chúng nữa thầy tánh đọc những cái đoạn ngài nói về cái pháp nhĩ căn viên thông, gọi là nhiếp trọn 6 căn, dùng pháp nhĩ căn viên thông của Quan Âm là nghe lại tiếng Phật hiệu và nhiếp trọn 6 căn của Đại Thế Chí. Ngài nhắc đi nhắc lại chỗ này là chỗ quan trọng. Không khéo nắm vững chỗ này là vô là trở ngại công phu ngay. Đối với pháp tắc tu trì, hãy nên thường như con nhớ mẹ, đi đứng nằm ngồi, nói năng im lặng, qua lại một câu Phật hiệu, miêm miêm mật mật, dẫu gặp bất cứ sự duyên nào cũng chẳng để cho nó gián đoạn, nhiếp trọn 6 căn. Tình niệm tiếp nối, người làm được như thế chắc chắn vãng sanh. Đọc vô đây là mình yên tâm, không có biết phải mình tu đúng hay không, không còn đi hỏi ai nữa hết. Cho nên bộ Văn Sao là bộ sách coi như là bách khoa từ điển Phật học thực nghiệm, hành giải tương ưng, lưu truyền 9.000 năm mạt pháp, giá trị. Nhiều người xem thường, xem rất bình thường, ô trả lời 3 lá thư cho cư sĩ có đáng gì đâu. Đừng nghĩ như vậy mà sanh ra tội bán pháp. Khi bán pháp là bán Phật luôn đó. Mà tất cả những gì trong Văn Sao Ấn Tổ nói, tôi dùng ngôn từ như vậy đều là ý của Phật hết. Tôi chỉ mượn ý của Phật chứ tôi không tự ý tôi nói ra đâu. Mà xem thường bộ Văn Sao là bán pháp. Mà bán pháp tức là bán Phật, mà bán Phật bán Tăng thì tội này là A Tỳ địa ngục rồi. Nhiều lúc người ta không gặp, người ta không có khởi lên niệm này, còn mình ơi quất chỗ đó chả ăn thua gì. Rồi gặp nạn không có, có ai cứu mình được. Phật thì nhập diệt rồi, thánh thì giờ là mình cách đã quá xa rồi. Chỉ để lại pháp thôi, tăng biết vị nào là chân tăng tục tăng đâu. Chỉ còn pháp là bản đồ để cho mình đi ra tìm đường thoát khổ. Đó là kim chỉ nam để ra là ngoài biển. Bỏ là chết ngay, bỏ là chết ngay. Ra là coi như là chìm chết tức khắc liền. Thì hôm bữa trong 1 tuần lễ như chúng tôi dụng công có cái chỗ chướng ngại lật Văn Sao nhớ lại, may là nghe nhớ lại chứ không thì thất bại. Dụng công mệt quá rồi cứ nằm lắng nghe, lắng nghe, lắng nghe hơn 2 tiếng gần 3 tiếng rồi tự nhiên mất thăng bằng. Mất thăng bằng, miệng môi khô rang hết. Thường có người mất thăng bằng và tổn khí và chỉ dí cái tâm ra bên ngoài để nghe cái tiếng niệm Phật, mình niệm không nổi nữa, mình tưởng là yên, cuối cùng gì? Khí lực bắt đầu tổn, tâm lực bắt đầu bị tổn. Khí lực tổn, tâm lực tổn, bắt đầu cơ thể không được bình thường, khô môi, khô miệng hết trơn, khó chịu cực kỳ. Ngồi dậy tắt cái máy, hít dài câu hơi thở, đề khởi trong tâm vài câu, trở lại liền tức khắc luôn, bình thường lại. Lý do gì? Có phải câu Phật hiệu chướng ngại là bên ngoài đi vô hay là do mình tự chướng ngại? Do mình không có vận được cái khí, không nhiếp tâm được câu Phật hiệu. Bên ngoài nương, mình nương bên ngoài rất tốt, nhưng mà nương không được nữa, khí lực không đủ nữa, tâm lực không đủ nữa, và cứ nghe rồi sanh ra sau câu Phật hiệu làm cho mình như vậy. Chỗ này là sự chướng ngại của mình. Nhìn lại trong này, Ngài nói hãy nghe lại tiếng niệm Phật của chính mình, thầm Nam Mô Di Đà Phật,
hoặc tiếng niệm Phật trong tâm của chính mình. Tuy rằng độc như vậy mà vô công phu rối, không có bủa bối rút ra thì coi như tan xương mất mạng. Nghiệp bao vây, khi nghiệp bao vây được rồi bắt đầu oan gia tới xử lý, hoảng hốt. Hôm nay càng đi vào mới thấy giá trị của cái bộ sách này. Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếc nói mới là vô thượng diệu pháp, thích hợp khắp hết thảy các căn cơ thượng trung hạ, cả phàm lẫn thánh hãy nên biết. Nhiếp trọn chú trọng tại nghe, dẫu niệm thầm trong tâm cũng phải nghe, bởi lẽ trong tâm khởi niệm liền có tướng của tiếng. Tai chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình vẫn rành rẽ rõ ràng. Nếu có thể nghe được từng chữ từng câu rõ ràng thì sáu căn đều quy về một. Hãy nhĩ căn được nhiếp thì các căn còn lại không cách nào rong ruổi ra bên ngoài. Ý căn không nhiếp được câu Phật hiệu, tai chỉ rong ruổi nghe tiếng bên ngoài, máy chỉ là trợ đem đi làm chính, chính là nghe lại tiếng niệm của chính mình. Người nào công phu mới bế thấy chỗ này, còn nghe rồi bỏ ngoài tai, đâu có gì đâu. Chỗ này là chỗ vô công phu là phải dướng. Hễ nhĩ căn được nhiếp thì các căn còn lại không cách nào rong ruổi theo bên ngoài, có thể đạt đến nhất tâm bất loạn. So với tu pháp môn quán khác thì pháp niệm Phật thật ổn thỏa, thích đáng nhất, ít tốn sức nhất, khế lý khế cơ nhất. Chích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tục Biên Quyển Thượng, Thư Trả Lời Cư Sĩ Dương Vĩ Chương. Rõ ràng không có hơi thở, khí lực tổn, tâm lực xuống, nghe câu Phật lực bên ngoài không có tâm lực để giữ, làm cơ thể mất thăng bằng, hoảng hốt. Thì riêng chỗ này chúng tôi có nhắc hôm qua, có mời thầy, mấy thầy xuống, trong đó có thầy Thiện, đáng lẽ có chú Hiền nữa, nhưng mà cho chú Hiền ở nhà không có công chuyện. Chúng tôi nói vì sao người nghe niệm Phật mà đi đến tình trạng khô môi khô miệng và họ khó chịu cực kỳ, vì không cho họ ngồi dậy. Người còn sống khỏe đang đi vòng như vậy, phải nhiều lúc khó chịu đâu phải lúc nào tâm lý cũng giống như vậy. Vô tu được 2 tiếng đâu, mình công phu mình thấy mình biết mình là đang khỏe mạnh như vậy, mình phải đi vòng nửa chừng mà người đang khỏe thấy nó không ổn là mình thấy không kìm được câu Phật hiệu, mất hết năng lượng trong người, một là đổi cách, hai ra ngoài hít thở xong mình vô lại, chứ đâu để nó cứ trì trệ nó kéo như vậy. Cái chính chỗ đó là gì? Mất khí lực, tâm lực hoảng hốt lên, rồi lúc đó cơ hội cho oan gia đến xử lý. Chỗ này là cái chỗ nắm bí quyết không thất bại. Tuy rằng biết nó như vậy, nhưng mà lúc đụng chuyện nó vô trong đó rồi, không biết ai hỏi, không tìm ra, không nhớ ra, và chìm trong đó luôn xong. Nói như vậy, hộ niệm có cần bỏ tiếng niệm Phật không? Cần người niệm Phật không? Cần. Ấn Tổ Ngài vẫn nói là cái câu Phật hiệu làm sao mở ra và liên tục niệm cho họ nghe, thấu vào trong tâm can của họ. Như thế nào là thấu vào trong tâm can? Người niệm và máy niệm với người mà nằm đó phải là phối hợp với nhau chặt chẽ cực kỳ. Nếu tiếng bên ngoài mà không phối hợp được trong tâm thì coi như trong tâm không còn chỗ đứng, hết khí lực, tâm lực tán loạn. Chỗ này là đại chúng hết sức thận trọng thăm bệnh nhân, hỏi có khỏe, có khô môi khô miệng không, có khó chịu không, cảm giác như thế nào. Nếu họ khó chịu đẩy ra bên ngoài, làm sao đó cho họ thoải mái nhất, bắt đầu vô, họ tiếp nhận được Phật hiệu thì cho ở, không tiếp thì phải đưa ra họ thư giãn, có thể là cho họ đi vòng bằng xe lăn hoặc ngồi. Lúc trước không phát hiện chỗ này, phải là tự thân trải nghiệm. Đó là điều chúng tôi nhắc để ban hộ niệm trên đó phải hết sức coi bệnh nhân, phải là chăm sóc kỹ và làm cho họ thoải mái trong mọi cách gì đó, hơn là người còn khỏe. Người còn khỏe đi 2 tiếng họ ra, bệnh nhân nằm mấy ngày. Đó là những trường hợp là người tổn khí hoàn toàn. Chứ những người họ ra đi, họ niệm Phật trong phòng hộ niệm, họ đi rất an vui. Thì cái số lượng mà chúng tôi nói là dụng công quá mệt đi đó, thì số lượng rất ít, nhưng cũng có sẽ xảy ra.
phải thận trọng trong cái chuyện này. Không phải là bỏ hộ niệm, bỏ hộ niệm là thua, mái chèo lâm chung. Người đó đẩy mình mà mình phải chịu đi, nằm y ạch đó, người ta đẩy không nổi thì mình có chuyện do chính mình đó. Nhưng mà đã là thọ mạng hết rồi, nghiệp chướng nó tới rồi, họ nằm ở nhà họ cũng chết thôi, chắc chắn là chết thôi, đến cái lúc họ cũng phải chết à. Nhưng mà ở trong phòng hộ niệm họ cũng tổn khí y như ở nhà để trước khi chết, ở nhà cũng y chang như là trong phòng hộ niệm thôi. Nhưng mà vì sao ở nhà họ thở không nổi họ chết vậy? Khí lực không đủ nữa, tâm lực quá là kiệt quệ đến cùng cực và thọ mạng bắt đầu hết, thì đem vô phòng hộ niệm cũng chết, mà ở bên ngoài cũng chết. Nhưng trong phòng hộ niệm chết, tuy rằng tổn khí là thọ mạng hết, nó báo tin đó. Nếu mà không hết, nó có cách đào đó, nó sẽ vùng dậy và nó sẽ kéo dài thêm. Sư Cô Phước đầu tiên là người trong phòng hộ niệm. Bữa nay chú Hiền với thầy Thiện, mọi người lắng nghe cho kỹ, cổ ngồi cổ niệm. Một câu lúc trước là A-di-đà-phật, trừ khoảng trống cổ A-di-đà-phật, cổ ngồi suốt như vậy 21 ngày hết bệnh luôn. Như vậy hộ niệm tốt không? Tốt. Tốt với những người chịu phối hợp, chịu niệm theo. Không niệm được phải nhiếp tâm nghe. Bởi vì cái lúc đó là chúng tôi nằm đến 1-2 giờ khuya là tâm mình để muốn cho nó ngủ, chứ không phải muốn cho niệm Phật khác. Số lượng người này cũng dướng trong hộ niệm, muốn cho nó ngủ. Ngủ cũng không yên, mà niệm Phật cũng không yên, mà thân thể cũng không yên, mà tâm cũng không yên, thì phải đổi. Chỗ này là pháp lắng nghe, hết sức thận trọng với nó. Lẽ dĩ nhiên không phải là phòng hộ niệm xưa nay bị chướng ngại, nhưng mà chướng ngại là gì? Là thọ mạng người đó hết, rồi khí lực bắt đầu hạ giảm từ 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 từ. Nếu người đó mà khí lực đủ, họ chỉ gì? Vùng ngồi dậy, hoặc giả là đến cái lúc nào đó họ vượt qua. Cho nên có nhiều người họ có thể kéo dài được trong phòng hộ niệm, đó là do thọ mạng họ còn, họ bám được câu Phật hiệu, thỉnh thoảng hết, thỉnh thoảng còn, thỉnh thoảng hết, thỉnh thoảng còn. Có người họ chịu niệm Phật là họ lướt qua dễ, rất dễ dàng. Nhưng mà chúng tôi tắt để chúng tôi chiêm nghiệm thử coi trong tâm nó như thế nào mà tiếng bên ngoài như thế nào. Mà khi niệm trong tâm nó có khí lực, nó ổn định, mở tiếng bên ngoài lại phối hợp bình thường, không thành vấn đề. Hôm nay một tuần lễ là chúng tôi nói những kinh nghiệm rất quý, mấy thầy phải trân quý cái chuyện này. Đây là cái buổi quan trọng, cực kỳ quan trọng của đối với chúng tôi sáng hôm nay. Và đầy đủ mà chúng tôi trích ra 4 tờ nói chuyên về cái vấn đề tịnh niệm tiếp nối. Mà chúng tôi lược ra, cái này tự chúng tôi lược chứ không phải thầy tánh lược. Chúng tôi lược ra từng đoạn rất là quan trọng về tiếng niệm Phật trong tâm. Lắng nghe cho kỹ, thầy tánh đọc cái đoạn này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời khai thị của Tổ Sư Ấn Quang trích trong văn sao. Tổ Sư Ấn Quang khai thị về pháp giúp trọn số căn, tinh niệm tiếp nối là pháp không thể nghĩ bằng. Đức Phật mở ra một pháp môn đặc biệt, ngõ hầu thường trung hạ căn đều đạt được lợi ích thực sự ngay trong đời này. Giờ họ dùng lòng tính số đồng, nguyện thiết tha, chuyên niệm tín hiệu A-di-đà Phật, giúp trọn số căn, tinh niệm tiếp nối, lâu ngày chạy thắng. Chính cái tâm nghiệp thức của chúng sanh này sẽ trở thành Như Lai bí mật tàng, tức là do bấu tâm muội chứng được bấu thực tướng, mới biết vật bấu này trọn khắp pháp giới, lại đem vật bấu này thi khắp hết thảy. Do vậy, từ khi Đức Phật mở ra pháp môn này, hết thảy Bồ Tát, Tổ Sư, Thiện Tri Thức thấy điều tuân hành pháp này. Do pháp này trọn đủ tự lực và tha lực, so với những pháp chuyên kỳ vào tự lực thì có dễ khác nào một trời một vật. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Nguyễn Hà, lời tựa sách Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận Sớ. Nếu chúng ta có thể đầy đủ lòng tính chân thật, nguyện thiết tha như con như mẹ, giúp trọn sâu căn tinh niệm tiếp nối để niệm, thì hai tầng công phu xoay cái niệm để niệm nơi tự tánh của Đức Đại Thế Chí, và xoay cái nghe để nghe nơi tự tánh của Đức Quán Âm, sẽ hòa lẫn trong một tâm để niệm hồng danh vạn đức của Như Lai. Lâu ngày chạy thắng, cái tâm nghiệp thức của chúng sanh sẽ trở thành Như Lai bí mật tàng. Đấy gọi là dùng quả địa giác làm nhân địa tâm, cho nên nhân trường điển quả quá tột nguồn nhân. Người có duyên gặp được
mộng chớ có rẻ. Đấy là đường vào cửa nước bàn của vi trần Đức Phật. Huống gì chúng ta là người đời mật pháp, hay dám chẳng nói theo ư? Chích dẫn văn sao Tăng Quảng Chánh Biên Vĩnh Hạ, lời tựa cho ấn bản Đạo Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh được viết theo lối chữ Khải để tặng đại chúng độc tùng. Nếu tin tưởng được pháp này thì là nhiều kiếp đã trồng sâu thiện căn. Nếu có thể dùng tín nguyện sâu chỉ chế niệm Phật giúp tròn sâu căn tình niệm tiếp nối, thì cái tâm phòng phủ đó biến thành như lưới tầng, như người nhiễm hương thân có mùi thơm. Hiện tại đã tiếp xúc với khí vận của Phật thì lúc đông chung lại chẳng cảm đầu giao được Phật tiếp dẫn hay sao? Chích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giá Ngôn Luật. Đối với pháp tắc tu trì, hãy thường như cậu nhớ mẹ, đi đứng nằm ngồi, nói năng im lặng, qua lại một câu Phật hiệu miên miên mật mật, dấu cập bất cứ sự duyên nào cũng chẳng để cho gián đoạn, nhíp tròn sáu căn tình niệm tiếp nối. Người làm được như thế chắc chắn vẫn sanh. Nay tôi vì bà tính toán, hãy nên gạt bỏ hết thiền lục, chuyển tu tịnh nghiệp, dùng cái tâm mấy trần chẳng nhiễm chỉ tín hiệu vàng đức hồng danh, hoặc niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm, không chân tạp, không gián đoạn. Niệm phải khởi từ tâm, tiếng lọt vào tai, từng chữ phân minh, từng câu chẳng loạn. Lâu ngày chỉ tháng sẽ tự thành phiến, đích thân chứng niệm Phật tâm mùi, tự biết Tây Phương Tông Phong. Đấy là đem cái công phu xoay trở lại nghe nơi tự tánh của Đức Quan Âm để tu tịnh nghiệp giúp tròn sáu căn tình niệm tiếp nối, thì tu tịnh mà đã thiền còn gì dịu bằng. Giúp tròn sáu căn là cái tâm niệm Phật chuyên chú nơi danh hiệu Phật, tức là giúp ý căn. Miệng với niệm sâu cho rõ ràng rành rẽ, tức là giúp thiệt căn. Tai nghe cho rõ ràng rành rẽ, tức là nhiếp nhĩ căn. Bà cần ấy được nhiếp trong Phật hiệu thì mắt quyết chẳng thể nhìn ngó loạn xạ. Khi niệm Phật nên buông rèm mắt xuống, tức là hạ thấp mí mắt xuống, cho nên mở bánh mắt. Mắt đã nhiếp rồi thì mũi cũng chẳng thể ngửi loạn xạ, tức là mũi cũng được nhiếp. Thân phải cung kính, tức là thân cũng bị nhiếp. Sáu căn đã nhiếp chẳng tán loạn thì tâm không vụ niệm chỉ nghĩ đến Phật, đấy mới là tình niệm. Nếu có thể nhiếp tròn sáu căn để niệm thì gọi là tình niệm tiếp nối. Tình niệm đã có thể thường tiếp nối thì nhất tâm bất loạn và niệm Phật tâm mùi sẽ đều có thể dần dần đạt được. Xin chú ý, chỉ mong đạt được nhất tròn sáu căn tình niệm tiếp nối thì nghiệp sẽ tiêu, trí sẽ rằng, tâm địa sẽ khai thông, lo gì chẳng hiểu rõ nghĩa kinh nữa. Chích dẫn Văn Sao Tâm Biên quyển 4, đáp lời gọi của Huyền Tu Học Nhân. Pháp môn niệm Phật lấy bao pháp, tính nguyện hạnh làm tâm, lấy Bồ Đề tâm làm căn bản. Do bởi thật nghĩa tâm này là Phật, tâm này làm Phật, nhân trùng biến quả, quả thấu nguồn nhân, cho nên dùng giúp tròn sâu căn tịnh niệm tiếp nối, làm công phu thực hiện tối thiết yếu. Niệm ra tiếng, niệm thầm đều phải dùng tai lắng nghe, hãy nghe thì công đức càng lớn. Đi đứng nằm ngồi đều niệm được, khi nằm và lúc áo mão không chỉnh tề, chưa rửa tay xúc miệng thì đều nên niệm thầm trong tâm. Đại Thế Chí Bồ Tát đã ví dụ như con nhớ mẹ, trong tâm con chỉ nghĩ đến mẹ, những cảnh khác đều chẳng phải là chuyện trong tâm chính mình, vì thế có thể cảm ứng đầu giao. Lại nói, đô nhiếp độ căn tinh niệm tương kế, đất tâm ma địa ư vi đệ nhất, có nghĩa là nhiếp tròn sáu căn tinh niệm tiếp nối đất tâm ma địa, ấy là bậc nhất tam ma địa, tức là tam mùi. Nói khiến cho tâm, miệng, tai đều được rõ ràng,
chính là pháp tắc giúp tròn sáu căn vậy. Tâm là ý căn, miệng là thiệt căn. Tâm và miệng niệm hợp cùng tai nghe thì mắt, mũi quyết định chẳng đến nỗi rong ruổi theo bên ngoài, thân cũng chẳng đến nỗi lóng sượt phóng túng. Người đời nay niệm Phật phần nhiều đều chẳng chịu nỗ lực nên không có hiệu quả gì. Giúp tròn sáu căn, tình niệm tiếp nối mới là vô thường diệu pháp thích hợp khắp hết thảy căn cơ thường trung hạ các phàm lượng thánh. Hãy nên biết giúp tròn chú trọng tại nghe, dấu niệm thần trong tâm cũng vẫn phải nghe, bởi lẽ trong tâm khởi niệm liền có tướng của tiếng. Tại chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình vẫn rành rẽ rõ ràng. Nếu có thể nghe được từng câu từng chữ rõ ràng thì sáu căn đều quý vị một. Hễ nhị căn được nhiếp thì các căn không cách nào rong ruổi theo bên ngoài, có thể đạt đến giúp tâm bất loạn. Có thể thực sự nhiếp cả sáu căn để niệm, chắc chắn nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng. Chẳng cần phải quán tâm mà tâm tự thanh tịnh sáng tỏ, sao lại đến nỗi bất bình tâm họa bốc lên nữa ư? Do ông là phòng phố nghiệp lực cực nặng, lầm lạc dùng pháp quán tâm nên mới đến nỗi như thế. Pháp quán tâm chính là pháp tu quán bệnh giáo, chẳng thích hợp lắm với người niệm Phật. Niệm ra tiếng thì có thể niệm sáu chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá sẽ khó niệm, hãy nên niệm bốn chữ. Từ sáng đến tối, ngủ thì để mặc nó, thức dậy lại niệm tiếp. Lấy niệm Phật làm bốn mạng nguyên thần của chính mình, quyết chẳng buông bỏ lúc chút thời gian nào. Ngõ hầu, siêu phàm, nhập thánh, liễu sanh thất tử, vãng sanh Tây Phương. Ngoài trừ lúc thực hiện công khóa sáng tối ra, đi đứng nằm ngồi đều phải niệm. Chỉ cầu tâm quy nhất, chẳng nhất định phải cầu tướng lành. Vì nếu tâm đã quy nhất sẽ khác với lúc tâm phật phiều tán loạn. Nếu chẳng chú trọng tâm quy nhất, thường bỗng thấy được tướng lành, rất có thể mà sự khởi lên, chẳng thể không biết. Chí thành khẩn thiết lắng nghe, chắc chắn chẳng đến nỗi mà sự dấy lên. Nhiếp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, chính là cách niệm Phật mầu nhiệm nhất. Nhiếp tròn sáu căn, tình niệm tiếp nối mới là vô thường diệu pháp thích hợp khắp hết thảy căn cơ thường trung hạ căn các phàm lặng thắng. Nhiếp tròn chú trọng tại nghe, dấu niệm thầm trong tâm cũng vẫn phải nghe, bởi lẽ trong tâm khởi niệm liền có tướng của tiếng. Tại chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình vẫn rành rẽ rõ ràng. Nếu có thể nghe được từng câu từng chữ rõ ràng thì sáu căn đều quý vị một. Hệ nhi căn được nhiếp thì các căn còn lại không cách nào rong ruổi theo bên ngoài, có thể đạt đến nhất tâm bất loạn. So với tu nhượng pháp quán khác thì pháp niệm Phật ổn thỏa thích đáng nhất, ít tốn sức nhất, khê lý khế cơ nhất. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Nguyễn Thượng, thư trả lời cư sĩ Dương Vị Chương. Niệm Phật nên niệm sáu chữ, hoặc trước hết phải niệm sáu chữ, đến lúc sắp xong niệm bốn chữ. Từ đầu đến cuối niệm bốn chữ hơi không hợp lẽ, bởi hai chữ Nam Mô có nghĩa là quy y, cung kính, đảnh lễ, cứu độ con, vân vân. Người ta thường mong lẹ, mong nhiều, nên phần nhiều có kẻ niệm bốn chữ. Thường nghe nói có người chủ trương lợi ích do chuyên tu, chỉ dạy người khác niệm bốn chữ, phát nguyện để Phật điều bổ là không cần, tức hoàn toàn là một gã ở ngoài cửa, chỉ biết chính mình thực hiện công phu, chẳng biết cầu sức từ bi của Phật. Tuy trong đây có lúc khởi lên Phật hiệu, có lúc im lặng, nhưng trong tâm luôn giữ cho một câu Phật hiệu được trì niệm chẳng gián đoạn. Đi đứng nằm ngồi, mặc áo ăn cơm, đại tiếng tiện, trong tâm điều phải thầm nhớ Phật hiệu. Trong 7 ngày chẳng để khởi lên hết thể tập niệm, như con nhớ mẹ không lúc nào quên.
Khi niệm cố nhiên là niệm Phật, lúc lặng tiếng không niệm thì chúng tâm vẫn niệm, chỉ cầu tâm tương ứng với Phật. Tức ngoài tâm không có Phật, ngoài Phật không có tâm. Toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm. Trong tâm trừ sáu chữ hồng danh ra, không có hết thể tập niệm, vì thế gọi là tương ứng. Cho nên khởi cái tâm muốn thấy Đức Phật ngay, chỉ cầu ngoài Phật hiện ra, không có niệm thứ hai nào khác mà thôi. Nếu chẳng hiểu rõ lý tánh, gấp muốn thấy Phật, phần nhiều chút phải ma sự, chẳng thể không cẩn thận. Cũng đừng nhọc nhằn quá mức, quá mệt nhọc, thì ngày hôm sau sẽ có thể thanh thản, sảng khoái, đúng như pháp được. Một pháp niệm Phật chỉ những ai trích được cái chi kiến cùng vọng mới có thể được lợi ích. Dẫu cho cái trí ngang bằng với thánh nhân cũng mặc kệ, cứ lấy một câu Phật hiệu này làm bốn mạng nguyên thần thề cầu vãng sanh. Dẫu đem cái chết bức bách ép thay đổi đường lối cũng chẳng thể thay đổi chí hướng. Như thế mới được coi là người thông minh, mới có thể đạt được lợi ích thật sự. Nếu không, do đắm chí nhiều kiến, tâm chẳng thấy độ nghi, đâm ra chẳng bằng kẻ chức phát niệm Phật, chẳng có chút hiểu biết nào, lại dễ được lợi ích hơn. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Trác Chí Lộc, lá thư số 1. Và lá thư đến đây là kết thúc rồi. A Di Đà Phật. Bộ sách Văn Sao này muốn tìm ra những đoạn này đại chúng đọc Tinh Hoa Lục. Vì sao mà Ngài thường nói đến nhiếp trọn sáu căn? Bởi vì Bồ Tát Đại Thế Chí tu pháp nhiếp trọn sáu căn, cho nên thành tựu được vô thượng đạo Đắc Tam Ma Địa. Cho nên Ngài là hóa thân cổ Phật Bồ Tát Đại Thế Chí, Ngài phải xưởng dương cái pháp này và đem niệm Phật Viên Thông Chương đưa vào trong Ngũ Kinh Tịnh Độ. Đó là một cái biểu pháp mà nhìn sâu xa mới biết đây là Bồ Tát Đại Thế Chí hóa thân. Không còn ngờ vực gì nữa cả, cứ y theo đây mà hành. Ngài nói một lần xưng danh Nam Mô A Di Đà Phật, đảnh lễ một lạy, là một lần Phật thọ ký, là Phật A Di Đà thọ ký. Bởi vì sao mình xưng danh bao nhiêu năm nay, mấy chục năm nay mà chưa được có tín hiệu gì, chưa thấy tin tức gì? Có ngầm ứng trong đó, đó. Có lúc hiển ứng, có lúc hiển cảm. Ngầm cảm cho nên ngầm ứng, có lúc hiển ứng, mà hầu như bọn chúng ta là ngầm ứng là nhiều. Sống trong cõi trần này mà bước trên con đường đạo, chịu ngồi nghe pháp này, nếu không có Phật lực gia trì không bao giờ làm được. Dẫu cho mình có thiện căn mình thích, như thích thời gian bỏ, đó là con người của mình trong cõi này nửa chừng chán. Và thọ ký đến khi nào? Thọ ký đến bắt đầu nghiệp mình nó nhẹ, chứ tiêu sạch là không thể nào tiêu nổi tham sân si mạn nghi để chứng A-la-hán đâu. Nghiệp nhẹ gọi là nghiệp nó khinh, bắt đầu trí tuệ tăng trưởng do công đức niệm Phật, rồi bắt đầu Phật thọ ký cho mình. Thọ ký đến khi nào? Thiện căn phước đức nhân duyên đủ, Phật xuất hiện. Chờ đi, trông chờ một ngày này đi, không phải là quan đường đâu, một ngày này sẽ có. Có với ai? Có những người tinh tấn, khiêm cung, khiêm hạ, hiếu thảo, như ngài Lý Bỉnh Nam, cực có hiếu, không hỗn láo xược với cha mẹ nữa, không có phải là thiếu bổn phận với con cái nữa. Hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ, bác đức làm được, không cãi vã cha mẹ, không bất kính cha mẹ nữa, thì người này người con của Phật Di Đà. Cãi vã cha mẹ, bất kính cha mẹ, không có bổn phận với vợ con, đối với làng xóm, đối với dân nước, làm con của con người còn chưa được, đời sau làm không được, để làm con của con súc vật, chứ đừng có nói chuyện làm con của Phật Di Đà. Hỏng chỗ này, hỏng chỗ này thất bại. Ngài nói nếu bỏ ra luân thường hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ thì người này mất gốc, không thể nào niệm Phật thành tựu được. Thì niệm Phật phải đắp cái gốc này chứ.
Nếu mà bỏ cái chuyện này đi là con người không phải là con người, tám chữ này không làm được, thì con người không phải là con người, thì là con súc vật thôi. Khi chưa chết, chưa chuyển cái tâm thức này vào trong bụng heo, bụng chó, mà thân đã biến thành cọp rồi, bữa thấy bến đông. Đúng không? Cái chỗ này phải lãnh hội cho sao. Vì sao một lần xưng danh mà một lần đảnh lễ mà tâm mình vẫn chưa cảm giới Phật? Vì những cái căn bản hiếu dưỡng cha mẹ, lòng từ không giết, làm 10 điều thiện, tôn kính sư trưởng không có. Cho nên ra là được gieo cái viễn nhân thôi. Người nào mà lòng trọn vẹn được hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, lòng từ không giết, cứu vật liền tức khắc, bằng khả năng cách nào cứu vật như cứu mình, cứu nạn như cứu mình, thì người này một lần xưng danh, một lần cảm ứng. Nhưng đừng mong cảm ứng thấy Phật để rờ đầu như ông vua Nhật Hưu. Mình chỉ cần gì? Mình chỉ cần nhiếp trọn sáu căn thôi. Còn cái chuyện lúc Phật xuất hiện thì bắt buộc phải có. Gieo cái nhân này rồi là bỏ cái công đức Phật hiệu vào trong tâm rồi, chịu thường xuyên bỏ, cho đến cuối đời thì Phật phải xuất hiện cứu mình thôi. Gieo một cái nhân tham rồi thì cuối đời là phải đi vào trong ngã quỷ à. Chứ không có thể nào mà vượt ra khỏi nhân quả này được hết. Biết lộ trình của nhân quả vậy rồi, hàng ngày bỏ câu Phật hiệu trong tâm, tính nguyện với con nhớ mẹ, thì một lần xưng danh, một lần được quán đảnh thọ ký. Chỗ này có nhiều người hỏi ngài cái chuyện lễ Phật đó, nhìn thấy nó hình thức rườm rà, tu tại tâm có còn lễ không? Ngài hai thầy này, cái chuyện lễ Phật hôm nay là chuyện chính rồi á. Tịnh Thất Quan Âm dùng cái cách 334 này, cứ việc hành trì như vậy mà lâu dài ổn, không có gì phản ứng. Cái cách lễ này là thầy Tánh ổng đã tìm ra 2 năm nay, ổng lại suốt luôn. Và ổng lại niệm có 4 chữ, chúng tôi kêu phải đổi qua là 6 chữ. Càng lại càng hít sâu vô khí lực đầy đủ thì làm gì có tổn khí. Câu Phật hiệu nghe rõ là xong, an ổn. Mà phải là 6 chữ, chứ đừng có giống như cái, những kẻ mà cứ chấp vào 4 chữ rồi, nhập thất tiên tu rồi thì bỏ 2 chữ Nam Mô. Nam Mô là cung kính, là quy mạng, là quay về, là cứu độ con mà. Cái chữ có cái ý trong đó. Thì Ngài nói tổ khai thị lễ Phật rất quan trọng. Người suốt đời suốt ngày chọn năm niệm Phật, há có nên đối với Phật chẳng hành lễ kính? Trong 10 đại nguyện vương lễ kính đứng đầu, mọi chuyện tọa hạ có thể bỏ chứ lễ kính quyết chẳng bỏ được. Nếu không lễ Phật sẽ khó cảm thông. Vì sao vậy? Do thân mong cầu an nhàn thông dong nên tâm thành cũng không cách nào đạt đến mức cùng cực. Ngài thiện đạo chuyên tu thân nghiệp chuyên lễ, khẩu nghiệp chuyên xưng, ý nghiệp chuyên niệm, niệm đến cùng cực thì vị Phật trong tâm và vị Phật bên ngoài hệt nhau không hai. Cái chỗ này quá sâu. Niệm đến cùng cực, lễ kính đến cùng cực, ông Phật trong tâm là tự tánh Di Đà và Phật Di Đà bên ngoài không hai. Đừng mong niệm ở trong mà mong thấy bên ngoài thì có chướng ngại, có hai. Qua chúng tôi chiêm nghiệm có cái chỗ này, nhìn lại cái cõi này, Ngài nói nó là tạm là giả, đừng làm cho nó kiên cố. Mà nhìn sâu vô đúng thiệt, nhà cửa biến thành nương dâu, ruộng nương biến thành nhà cửa. Mới đùng cái nghe cái chỗ cháy sạch sành sanh luôn, đùng cái nhà ông bà đó cháy sạch hết, vợ điên luôn. Thì thấy nó quá là tạm thời, quá là tạm luôn. Cõi tạm, Ngài nói mình chiêm nghiệm đúng thiệt là tạm. Tiền mới để trong túi mình, nó chút xíu nữa qua túi người khác. Cứ vợ về ở được mấy năm cái ly vậy, trời nó tạm. Vài bữa ngày 28 tuổi nó chết mất. Chiêm nghiệm được cái tạm này không? Nó tạm. Thân cũng tạm luôn. Mới đây cái buồn, cái bắt đầu tự nhiên nó vui, giống như đóng kịch. Tâm là gì? Là vô thường luôn. Thân vô thường, hoàn cảnh vô thường, tạm hết, như đóng kịch luôn. Vậy cái thực là cái gì? Thực là cái gì? Trong tâm thường trụ thể tánh bất sanh bất diệt, không dơ, không tịnh, không cấu. Nó là thể tánh, nó là thực. Mà quên cái thực bắt đầu làm cho cái giả này. Đang khỏe ồ cái bệnh, hôm nay khỏe khỏe, trời ơi thấy sảng khoái quá, ngày mai cái mệt. Thấy không? Thấy cái cảm giác này là giả không? Không phải là mình không? Mà mệt cái là khó chịu, bực tức. Rồi bắt đầu dãy dùng lên, rồi khi khỏe rồi bắt đầu ăn chơi sa đọa. Trời, cái nghiệp này nó kinh hồn khiếp vía, nó giết con người khổ biết bao nhiêu mà kể.
Hôm nay chúng tôi nói đến cái việc nhiếp chọn số căn đến đây thôi. Tạm ngưng cái đoạn này lại. Bây giờ nói đến cái 10 niệm, gọi là thập niệm của Ngài Từ Vân Quán Đảnh nên áp dụng vào công khóa. Thì cái lối niệm này chúng tôi áp dụng hai vị. Một vị đó là Ngài Từ Vân Quán Đảnh, Tổ Ấn Quang cũng khen, Hòa Thượng Tịnh Không cũng khen cái cách 10 niệm này. Và cái cách của chúng tôi mà áp dụng, mà chút nữa Thầy Tánh sẽ lễ cho mọi người thấy, mà quỳ thấp xuống hít một hơi thiệt sâu vô đó, nín lại, úp mặt xuống niệm trong tâm, đó là cái cách của một vị Hòa Thượng 95 tuổi ở bên Vancouver. Lúc đó Thầy Nhuận Minh, giờ Thầy đang ngồi trên đó, Thầy có nghe với, có qua với chúng tôi bên đó. Thì chúng tôi khi ở bên đó, đó thì lâu hơn Thầy Nhuận Minh lãnh hội được cách này, mà đến hôm nay 3-4 năm mới lấy ra dùng được. Ngài thì có duyên tu thiền và trì thần chú chuẩn đề, để bên trong tâm của mình và nín hơi lại trì trong tâm có thể được đến 5 phút, 3 phút tùy theo. Thì hôm nay chúng tôi dùng lại cái cách này để niệm câu Phật hiệu trong tâm bằng cách nín hơi, khí lực bắt đầu tăng lên. Cũng như tập xuống nguồn tươi trẻ, có thể mình không đếm nữa mà mình hít vô như chú Tị. Ông tập có thể là đếm được 5, 10, 11, 10 đến 20, nhưng mà thể là mình hít vô mình giữ câu Phật hiệu để lâu vô hại rất tốt. Cho nên là nãy giờ chúng tôi có cái việc quý vị cũng đang thấy, đó là khi Thầy Tánh đọc là chúng tôi đang hít cho sâu vô, lấy cái khí lực trong cơ thể mình. Vì sao người trì đại bi vẫn đang trì mà vẫn vọng tưởng và tinh thần quá mệt luôn và khí lực không đủ với họ là vì sao? Vì họ không có nhớ mình trì là hơi thở của mình, nhớ hơi này là hơi thứ nhất. Hôm qua Thầy Thiện nói con trì một bài chú đại bi hai hơi. Ở đây chỉ có Thầy Thiện với lại chú Tị là hai người trì hai hơi. Thì chúng tôi nói ba cũng được, bốn cũng được. Thì sáng nay chúng tôi cảm giác không nhớ là mình một hơi rồi bắt đầu thích để lắng nghe. Lắng nghe thì quý vị mở thì quý vị dễ nghe rồi. Còn mở cho mình nghe trên máy đó thì mình nhiếp dễ. Còn cái người mà trì một mình thì phải nhớ đến chữ đó. Hít một hơi thiệt sâu vô nữa, cái bắt đầu là mình trì, mình thấy hai hơi hoặc ba hơi, mình nhớ mình đang trì đến hơi thứ mấy thì nó lại nhiếp tâm được. Cho nên thành ra chúng tôi khuyên mọi người trì đại bi để không bị tán loạn thì phải nên gì? Nhớ mình trì đến bao nhiêu hơi, hít một hơi vô hết hơi rồi thở ra, hít một hơi thiệt sâu vô nữa, có thể 5 hơi, 6 hơi, 3 hơi tùy theo, mà phải nhớ hơi thở thì không bị tán tâm. Vô hại, rất tốt. Thì cái việc mà 10 niệm, 1 niệm, 10 hơi, 1 hơi, bao nhiêu niệm đó, đó thì đó là một cái cách của Ngài Từ Vân Quán Đảnh, và Ấn Tổ Ngài cũng khen cái cách này. Bây giờ Thầy Tánh đọc trước rồi chúng tôi sẽ giới thiệu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc pháp tu 10 niệm của Ngài Từ Vân Sám Chủ. Pháp này dùng cho hành giả tu tịnh độ và dành cho những vua, quan và những người bận việc. Nếu giữ pháp này không bỏ, một đời được vãng sanh. 1. Đức Phật A Di Đà có lời phát nguyện thứ 18 rằng: giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh ở mười phương chí tâm tinh ưa muốn sanh về nước của tôi, nhận đến 10 niệm, nếu không được sanh thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Ai phát tâm chuyên chấp trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là người ấy hiện đời tiêu trừ tai nạn, giải oan kết, tăng trưởng phước đức, bảo toàn tứ thọ và những duyên thù thắng sinh cõi cực lạc, vĩnh viễn an vui, thoát vòng sinh tử luân hồi. 2. Mỗi ngày vào lúc sáng sớm, khi xúc miệng rửa mặt, nếu có bằng Phật ra trước bằng Phật trước khi công phu. Nếu nhà không có bằng Phật, hoặc trong phòng ngủ, phòng khách, nơi nào cũng được, đứng quay mặt về hướng Tây, chắp tay và niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Hết một hơi là một niệm, đủ 10 hơi như vậy là 10 niệm, chỉ tùy hơi của hành giả dài hay ngắn,
chứ không giới hạn ở số lượng danh hiệu Phật. Điều quan trọng là duy trì công phu ấy cho dài lâu và lấy lúc hết hơi làm mốt. Tiếng niệm Phật của hành giả không cao, không thấp, không nhanh, không chậm. Mục đích của mười niệm là khiến cho tâm hành giả không tán loạn, lấy sự chuyển tính động công. Vì thế gọi là mười niệm, tức là nói rõ việc mượn hơi để nhiếp tâm. Mỗi ngày hành giả nên thực hành hai lần sáng tối, buổi sáng khi thức dậy, buổi tối trước khi đi ngủ. Nếu hành giả niệm Phật dùng pháp thập niệm của Ngài từ vẫn sống chủ suốt một đời không bỏ, sẽ được vãng sanh. Tổ sư Ấn Quang có nhắc đến pháp thập niệm của Ngài từ vẫn sống chủ trong bộ văn sau. Pháp thập niệm này chỉ dùng được 10 hơi, không được dùng quá 10 hơi. Dùng quá 10 hơi sẽ bị tổn khí, thành bệnh. Trích trong Long Thư Tâm Quảng Tịnh Độ Văn, Tiến sĩ Vương Nhật Hưu. Chú ý, hít một hơi thật sâu rồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi úp mặt xuống đất, niệm Phật thầm 4 chữ trong tâm. 10 niệm là Nam Mô A Di Đà Phật, niệm 10 hơi thở. Khi niệm xong, đọc vài văn phát nguyện vãng sanh. Tổ sư Ấn Quang khai thị pháp thập niệm sáng tối của pháp sư Từ Vân Quán Định. Người bận biểu chắc chắn phải dùng đến cách thập niệm vào buổi sáng. Nhưng ngay cả người nhàn tản có thể tụng niệm công khóa cũng vẫn có thể dùng phép thập niệm vào buổi sáng được, chứ không phải là đã tụng công khóa thì không được dùng. Cổ nhân có nhiều vị suốt đời dùng pháp thập niệm buổi sáng rồi mới tụng có lễ chánh, nào có trở ngại chi. Trích dẫn thư trả lời cư sĩ Trần Siêu Mục, lá thư số 4 trong văn sau tăng biên quyển 2. Nên lấy kinh A Di Đà làm công khóa sáng tối. Nếu có thời gian rảnh rang, lúc sáng sớm rửa ráy xúc miệng xong xuôi, trước hết dùng pháp thập niệm. Cái đó lại lấy Phật ba lạy, niệm kinh A Di Đà một biến, vạn sanh chú ba biến, niệm kệ tám Phật, niệm Phật 500 câu hoặc 1000 câu, rồi niệm Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, mỗi danh hiệu ba câu. Tiếp đối niệm Hồi Hướng Văn, Tam Quy Y. Hãy chiếu theo cách tu hành được nêu ra trong văn sau, hoặc trong phần phụ lục ở cuối cuốn Di Đà Kinh Bạch Thoại Chú. Những kinh khác như Kinh Kim Cang, v.v. hãy nên tụng vào một thời khác tùy theo khả năng của chính mình. Trích dẫn thư trả lời cư sĩ Mã Tông Đạo, lá thư số 1 trong văn sau tâm biên, quyển 3. Phép học niệm buổi sáng nên thực hành vào lúc xúc miệng rửa ráy xong và trước khi thực hành công khóa. Trong Tịnh Độ Thập Yếu và Tây Quy Trực Chỉ đều có nghi thức này, làm theo đó là được rồi. Nhưng chẳng được niệm hơn 10 niệm vì niệm nhiều sẽ bị tổn khí. Trong bộ văn sau, Quang cũng đã nhiều lần nêu lẽ lợi hại. Công khóa sáng tối cứ chiếu theo công khóa mà niệm là được. Nếu công việc đa đoan chẳng đánh rỗi để niệm công khóa thì dùng cách thập niệm cũng được. Ngoài ra thì chỉ niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật là được rồi. Pháp tập niệm vừa nói đó, cứ hết một hơi là một niệm, niệm 10 hơi như thế thì gọi là thập niệm. Nhưng người hơi mạnh, một niệm có thể niệm được nhiều đến 10-20 câu. Người khi yếu chỉ niệm được vài câu. Bất luận niệm Phật nhiều ít, chỉ lấy từ một hơi đến 10 hơi làm chừng. Chỗ mầu nhiệm của bốc này trong bộ văn sau cũng đã nói rồi. Nếu niệm nhiều sẽ bị tổn khí, thành bệnh, không thể không biết. Nếu có chuyện công, việc tư, chọn chẳng đánh rồi chút nào, thì sáng tối đến tu thập niệm niệm Phật, chỉ tâm phát nguyện thì cũng được vãng sanh. Do A Di Đà Phật từng có nguyện rằng, mười phương chúng sanh chỉ tâm tin ưa muốn sanh về cõi ta, dẫu chỉ mười niệm mà chẳng được sanh thì ta không lấy ngôi chánh giác. Do vậy mười niệm niệm Phật cũng được vãng sanh vậy.
Trích dẫn Văn Sao Tâm Biên quyển 2, luận về pháp môn tịnh độ, độ khắp ba căn. Sợ họ ngại khó chẳng vào, nên dùng cách thập niệm buổi sáng để làm phương tiện thối thắng, nhíp tròn các căn cơ. Đợi đến khi vào sâu dần dần, như được thức ăn ngon, ngon lành, đã biết mùi vị, điền đối với những pháp nhập dụng sẽ tự khăng khắng, vân dự, chỉ nghĩ đến Phật. Nào phải chỉ hằng cuộc trong thời gian niệm Phật chừng bằng một bữa trà, lấy đó làm nề nếp nhất định. Nếu công việc đa đoan hầu như không rảnh rỗi, hay nên vào lúc sáng sớm xuất niệm xong, nếu có tượng Phật bèn lạy ba lạy, đứng ngay ngắn chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hết một hơi là một niệm, niệm đến 10 hơi bèn niệm bài Tiểu Tịnh Độ Văn, hoặc chỉ niệm bốn câu kệ nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chung, vân vân. Niệm xong lễ Phật ba lạy rồi lui. Nếu không có tượng Phật thì hướng về Tây, xa bái, chiếu theo cách trên đây để niệm. Đây gọi là pháp môn thập niệm do Ngài Từ Vân Sấm Chủ đời Tống, vì hàng vô quan quá bận rộn chính sự, không rảnh rỗi để tu trì mà lập ra. Vì sao phải niệm hết một hơi? Do chúng sanh tâm tán loạn, lại không rảnh rỗi để chuyên niệm. Lúc niệm như thế, mượn hơi thở, nhiếp tâm, tâm tự chẳng tán loạn. Nhưng phải tùy theo hơi thở dài hay ngắn, chẳng được cứ niệm cho nhiều, hễ cứ niệm sẽ bị tổn khí. Lại chỉ được niệm 10 niệm, chẳng được niệm 20, 30 hơi, niệm nhiều cũng tổn khí. Do tám tâm niệm Phật khó được vãng sanh, nên pháp này có thể làm cho tâm quy một chỗ. Nhất tâm niệm Phật quyết định vãng sanh. Số câu niệm tuy ít nhưng công đức khá sâu. Kẻ cực nhàn hay cực bận đều có pháp riêng, còn kẻ nửa nhàn nửa bận hãy tự chấm dứt thời gian để định pháp tác tu trì. Trích dẫn Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Trần Tích Châu. Phát nguyện nên thực hiện trong lúc sớm tối niệm Phật xong, pháp thập niệm buổi sáng thì cũng niệm Phật trước, phát nguyện sau. Có thể dùng bài Tiểu Tịnh Độ Văn. Nếu thân tâm rảnh rang, nên dùng bài Tâm Tịnh Độ Văn, tức bài Khi Thủ Tây Phương An Lạc Bút, vân vân, chép trong Thiền Môn Nhật Tùng của Liên Trì Đại Sư. Để hồi hướng, bài này ngôn từ lẫn nghĩa lý đều chủ đáo, đứng đầu cổ kim. Nên biết phát nguyện bằng cách đọc bài văn phát nguyện thì phải đương theo văn để phát nguyện, chứ không phải cứ đọc văn hồi hướng một lượt là đã phát nguyện đâu nhé. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 1, thư dự định trả lời vị cư sĩ ít. Pháp thập niệm cho Ngài Từ Vân Sấm Chủ, vì hàng quốc vương đại thần việc nước đa đoan, không rảnh rỗi để chuyên tu mà lập ra, lại muốn khiến cho họ được tịnh tâm nhất tâm, nên lập ra cách lấy hết một hơi thở làm một niệm, để tâm họ đường theo hơi thở mà thâu nhiếp, không bị tán loạn. Sự mầu nhiệm của phút ấy, nếu không phải là người trí, sẽ không thể biết được. Nhưng chỉ có thể dùng một lần vào buổi sáng, hoặc dùng ba lần buổi sáng, buổi tối và giữa trưa, chớ nên dùng nhiều. Dùng nhiều sẽ bị tổn khí thành bệnh. Chớ nên nói pháp này dễ nhiếp tâm nhất, bèn sử dụng thường xuyên thì bị hại chẳng nhỏ đâu. Niệm Phật ra tiếng hay niệm thầm thì phải xét nơi chốn quan cảnh như thế nào. Nếu niệm ra tiếng rõ ràng không có chướng ngại gì thì nên niệm rõ tiếng, như khi thực hiện nghi thức niệm Phật, nhưng chỉ nên sao cho nghe tự nhiên, đừng niệm quá lớn tiếng. Quá lớn tiếng có thể bị tổn khí mất bệnh. Nếu tình hình nơi chỗ ta đang ở chẳng tiện niệm ra tiếng thì chỉ niệm nhỏ tiếng và niệm kiếm căn trì. Công đức chỉ ở chỗ chuyên tâm dốc trí, còn âm thanh vẫn là chuyện nhỏ. Trừ lúc riêng thực hành công khóa niệm Phật ra suốt ngày thường niệm thì cố nhiên nên niệm nhỏ tiếng, niệm kim cang hoặc niệm thầm. Vì nếu cứ thường niệm ra tiếng rõ ràng, ắt sẽ đến nỗi bị tổn khí.
chưa chứng vô thân cần phải điều hòa sao cho thích đáng thì mới chỉ có ích, chẳng bị tổn hại. Niệm rõ tiếng tốn sức, niệm thầm dễ hung trầm, tuy tấn chỉ có công đức khó nghĩ tưởng, nhưng so với nhất tâm tình niệm khác nào một trời một vực. Trích dẫn văn sao tam biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo, lá thư số 4. Phó thập niệm buổi sáng của ngài Từ Vân Sáng Chủ, mỗi ngày vào lúc sáng sớm xuất miệng đốt hương hướng về phía tây, chắp tay niệm Phật đủ 10 hơi. Trong mỗi hơi tâm lực niệm Phật hiệu, cứ hết một hơi là một niệm. Cách này để tiếp dẫn người bận rộn công chuyện hoặc sự tu pháp khác chẳng có nhiều thời gian để tu tịnh nghiệp. Trọn đời tu như vậy sẽ được bốn nguyện hoa thần của Đức Phật gia bị, nên cũng được vạn sanh. Trích dẫn chú giải Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, trang 706, phẩm 24, tám mối vạn sanh. Dạ, lá thư đến đây là kết thúc ạ. A Di Đà Phật. Khi chúng tôi giới thiệu một cái phương pháp nào đó thì cần phải có minh chứng một vị đi trước có sự thành tựu, cũng như là 10 niệm nhớ số, một niệm thẳng đến số 10 không được thì chia làm 2, 1 đến 5, 6 đến 10, chia làm 3, 1 đến 5, 4 đến 6, 7 đến 10, chia làm 3 hơi, thì cái cách lễ chia 3 hơi là ổn thỏa nhất, dưỡng như vậy. Bữa chúng tôi tịnh tu và nói với thầy Tánh thử qua 1 đến 5, 6 đến 10, lễ 1 tiếng không vấn đề, mà qua khỏi 1 tiếng là đuối, tổn khí, chưa quen với hai không đủ khí lực để đi dùng 5 năm, 3, 3, 4 thì an toàn, yên tâm dùng cách này. Thứ hai là cái phương pháp của ngài Từ Văn Quán Đảnh đó, là cái phương cách đó sở dĩ các chùa các thầy mọi người không giữ, như thầy Tánh nghe rất thích mà giữ không được, lý do gì? Bữa mình vô công phu chính thức mình thôi khỏi dùng, bữa mình không có công phu chính thức sáng chiều thì mình lại không quen với nó, không thấy tác dụng của cái pháp này, cho nên mình không, cũng không có sử dụng đấy. Nếu ai dùng như hồi nãy Ấn Tổ nói sáng trưa chiều đủ luôn, sáng trưa chiều, còn sáng trưa sáng chiều cũng được, nhưng mà đại chúng hôm nay ở trên tỉnh thất chiều trì đại bi dùng luôn trước khi trì, khí lực rất mạnh. Đại chúng dưới này cũng vậy, dùng đến buổi trưa nghe đúng Ấn Tổ nói sáng trưa chiều luôn. Còn nếu mình bận thì sáng dưới trưa là được, chứ đừng có một lần thì nó ít quá. Cái pháp này cái công dụng nó nằm chỗ nào? Hít một hơi sâu thì cái người mà hít sâu sở dĩ người ta hít sâu được, hầu như các cụ ở đây hít sẹt sẹt nghe lỗ mũi kêu rất lớn mà không sâu, lý do gì? Không tập trung vào trong hơi thở, không chuẩn bị công việc mình bắt đầu làm. Cũng như chúng tôi chuẩn bị đi lên đây để giảng, sáng hôm nay tự nhiên thấy nghĩ bình thường uống nước nhiều quá, ngồi gồng, khi mà gồng chịu đựng thì nó mất hết cái năng lượng trong con người của mình, phải đi ra xả cho thoải mái. Đây là kinh nghiệm người giảng sư trước khi lên, bớt uống nước. Hồi nãy làm một ấm nước, một ly nước làm quá nhiều. Thứ hai là những người đang đi niệm Phật mà ráng để cho hết giờ gồng lên niệm Phật không trụ được, làm cho cơ thể có thể là chịu đựng đó, mất hết năng lượng trong người, té cái bịch luôn. Khi vô công phu là biết chừng bớt uống nước lại. Đây là kinh nghiệm hết. Người giảng sư và người làm việc gì ra công chúng, số lượng thời gian dài 2 tiếng là phải giảm. Còn mình không lên thì đâu gì đâu, uống như bình thường. Đó là cái kinh nghiệm sống hết. Rồi, áp dụng cho người, ví dụ quý thầy, quý chú ở đây có người nấu cơm buổi sáng không công phu, sáng không công phu chiều. Sáng mình ra trước đài tâm thánh, ở dưới này cũng có đài tâm thánh. Đảnh lễ tam bảo, tặng hư không biến pháp giới, nguyện hương đồ xong xuôi hết. Hít một hơi sâu vô, tùy theo khả năng. Bước đầu mới bắt đầu hít chưa sâu, bởi vì mình đi vòng vòng vòng, cái khí lực nó chưa tụ, mình đứng mình hít chưa sâu, thì bắt đầu hơi thứ 5, thứ 6 là nó sẽ sâu, không ráng lắm. Hít một hơi sâu. Thầy Tánh thì có cái cách của thầy mà chúng tôi học được một cái là dương dai thì nó cũng sẽ hít sâu. Cái đó là cái động tác để hít sâu. Nhưng mà thầy dương dai mà thầy phùng miệng không? Thì cái cách của thầy sâu. Nhưng mà chúng tôi mới phát hiện ra cái cách cũng là người xưa nói. Chịu đựng, cắn răng chịu đựng. Hiểu chỗ này không? Thì chúng tôi hồi sáng nay mới thử.
ngậm răng lại, cắn hai cái hàm bên trong vô, hít vô giữ lại. Và răng mình không phải cắn liên tục, chập mình cắn, nó muốn thở ra cắn năng cái, ngậm cắm chặt răng nè, gồng gân cắn răng chịu đựng sâu. Thầy tánh mấy anh em làm thử, nó phải có cái sức để mình hít, mình nó mới sâu được. Hít sâu vô hại, con người này thở ra nhiều quá mà không còn sức nữa thì mới là chết thôi, chứ hít sâu là vô hại. Mà hít sâu mà thường quá, làm liên tục mỗi ngày, những người vận khí họ làm suốt để cho họ khỏe, thì Ấn Tổ nói sẽ có phản ứng phụ. Cái gì mà làm quá nó sẽ phản ứng phụ. Mình làm cho nó đủ trong mình rồi mình xài nó, rồi bơm vô cho nó đủ. Ví dụ trước khi chúng tôi lên đây giảng, hôm qua cái chia sẻ với thầy Tánh, với thầy Minh, với thầy trên chùa xuống mà chưa nói với anh em ở đây, mà đây cũng là cái cách để mình phải dùng hàng ngày mới đủ khí lực niệm Phật trong tâm, cũng phải có khí lực nó mới niệm được. Mà thường tập trung mà niệm trong tâm từng chữ từng câu thì quên hít thở. Dám chắc từ từ nó sẽ 3 ngày đến 1 tuần là bức, không thể nào niệm nổi nữa. Rồi mới loạn thần kinh lên, rồi chạy tán loạn kêu thầy thuốc, sao tôi niệm tôi bị bệnh, tôi hít không xong được, tôi lại khó chịu trong người, sao niệm Phật khó chịu, thiếu khí lực. Vậy trước khi lên đây chúng tôi làm cái gì? Khi mình lên tụng kinh mình làm cái gì? Dùng hơi thở hít sâu giữ lại. Chúng nào chúng tôi dùng cái này là như sáng hôm nay công phu xong, chúng tôi thay vì niệm Quan Âm ra tiếng, hít sâu vô niệm trong tâm. Đây là cái cách của một vị hòa thượng bên Canada hồi nãy chúng tôi nói. Thầy Nhuận Minh qua bên đó, ông về liền. Chúng tôi ở đó 4-5 ngày thọ lãnh được cái cách của vị hòa thượng này sống ăn rất đơn giản. Hồng hào mỗi lần ngài hít vô á. Hôm nay mới sực nhớ lại, gần như là mình học một cái gì đó, nhiều lúc mình quên đi, nhưng mà giống như mình đem một cái món đồ mình bỏ vô trong cái tủ, nhưng mà không biết chỗ nào mình tìm hết. Lâu ngày rồi bắt đầu mình cần dùng, mình sực nhớ lại cái mình lấy ra mình dùng. Hôm nay quý vị toàn bộ nghe một buổi giảng hôm nay, tuy rằng mình quên hết nhưng nó có nằm trong ai là da. Lâu ngày đụng chuyện coi chừng lấy ra dùng được. Hôm nay chúng tôi kết hợp cái cách của vị hòa thượng này sống đến 95 tuổi. Ông kêu 20 năm nay tôi ăn hơi thở là chính, mà đúng ăn cơm có cái chuối rất đơn giản, con bình ngã mình. Tại bên chúng tôi nói vậy để quý vị yên tâm, hít vô nó có chóng mặt, nó khó chịu, ù tai, đó là cái bình thường rồi, sợ bỏ đi. Ủa, học 3 năm hôm nay mới lấy ra xài được, mà đúng lúc để xài. Ngài hít làm sao? Lắng nghe này. Không dương dai, không cắn răng, ngài không nói chuyện đó. Bởi vì ngài là bình thường hít nó quen rồi. Thì chúng tôi hỏi về cái cách tu, thì ngài nói là ngài tu thiền với trì thần chú chuẩn đề và hít thở. Và một hơi của ngài trì buổi sáng vẫn lăng nghiêm, rất khỏe, và mặt hồng hào, gương mặt căng hồng ra. Là ngài kêu là hơi thở là bổn mạng của cái thân. Hít thở là chết, mà nó thiếu mà người ta không biết, người ta thành thói quen không hít sâu, mà lúc nào cũng bắt hít sâu, không ai làm được. Nhưng mà có một khoảng thời gian nào đó, vừa bắt đầu chuẩn bị vô tụng kinh, mình hít 10 hơi, nén giữ lại, giữ bao nhiêu câu Phật hiệu. Mà cái người mà hít sâu, họ cắn răng, họ nhớ câu Phật hiệu trong tâm thì nó đậm, cực kỳ đậm. Khi thả ra rồi niệm nghe nó rõ. Khí lực trợ cho tâm lực mà. Ngài hít như vậy. Cái mặt nó hồng lên, nó căng cái hơi ra, bắt đầu nó bơm đi khắp toàn thân. Bây giờ chúng tôi mới thấy trong cái buổi giảng này nó mất bao nhiêu khí lực. Suốt một cái lộ trình 70 mấy buổi giảng rồi tiếp tục hôm trước đó, mà không biết bồi bổ, khó chịu cực kỳ trong cơ thể. Cuối cùng phải dùng lại cái cách của hòa thượng này. Và cái cách đó là để dùng vô trong 10 niệm của ngài từ quan sám chủ. Là cái cách thứ hai là quỳ thấp, hít sâu, úp mặt xuống niệm trong tâm. Cái cách này là của ông hòa thượng này. Ông thành công và ông kéo dài thọ mạng. Từ cái hơi thở, con rùa nó bò lừ đừ, hiểu không? Vài trăm năm. Con nai chạy đi thiệt nhanh. Hình, vậy là chết sớm. Hơi thở hết, động vật là như vậy. Động vật là phải cần hô hấp. Mà hô hấp đúng cách nó thì nó phải là khỏe. Đang khó chịu vừa xong thời công phu, nó thiếu khí lực trong người mình, nó không có được thoải mái. Thay vì người ta đang tụng vậy đó, tụng mình tu với đại chúng im lặng lắng nghe, hít thiệt sâu vô giữ đó một chập, chừng nào chịu hết nổi thở ra 10 hơi của người sảng khoái ngay tức khắc, bởi vì nó đang thiếu cái đó. Này, kinh nghiệm không? Kinh nghiệm này là xương máu. Xương máu là vô đường cùng quá trời mệt rồi, bắt đầu mới lục ra tìm
để áp dụng. Sợ mình chịu là chỉ hít không mà không có dùng vô cái phương pháp ngày từ văn sám chủ thì sợ quý vị thấy nó bình thường quá. Còn 10 phút nữa hết giờ, bây giờ thầy chúng tôi nói lược thêm một vài vấn đề nhỏ nữa trong cái quá trình mà chúng tôi phát minh ra. Thứ nhất đó là trước khi thầy tánh mà lạy đó là xong luôn đó, thì còn 10 phút chúng tôi tranh thủ nói chỗ này. Con người mình về sao ngủ cũng được. Tuy rằng niệm Phật rất tốt, hàng ngày có Phật hiệu không bỏ không phiền não ngủ cũng được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thiếu khí lực, nằm ngửa cũng nổi, nằm nghiêng cũng được, rất khó chịu. Thiếu khí lực. Vì sao họ thiếu khí lực? Khi ăn xong họ không có phản thực kinh hành. Đó, cái đoạn này. Cái đoạn này là nó phản thực kinh hành. Đại chúng sáng hôm nay nghe rồi đó, thì ở trên tỉnh thất cũng áp dụng, ở dưới này áp dụng. Ăn xong rồi mình đi, có thể 15-20 phút đầu có thể không niệm Phật, tự đi tự nhiên. Còn ai thấy có thể dễ chịu ăn ít, có thể niệm Phật trong tâm, không niệm ra tiếng, không đi trong đạo tràng. Chứ đúng ra phản thực kinh hành không phải là niệm ra tiếng đâu. Niệm ra tiếng mới ăn no làm sao chịu nổi. Mà cái hít này ăn no hít cũng được. Trước khi ăn trưa hít thiệt sâu, bồi bổ cái khí lực cho nó, rồi ăn rất ngon miệng. Rồi trước khi đi tu buổi sáng, đang trong lúc công phu thấy nó lừ đừ không tập trung, bèn ngưng lại nghe hít tới luôn, rồi thả ra rà là sung mãn liền. Tối trước khi ngủ đi bách bộ thì hít không sâu bằng ngồi. Đây là diện chuyện mà chúng tôi làm chúng ta. Ở trong kinh A Di Đà nói mà coi như tụng 30 mấy năm nay, bữa nay mới hiểu ra là ăn cơm xong đi kinh hành có 5 cái lợi ích của nó. Xá lợi phát lại trong cõi nước của Đức Phật đó, thường trỗi nhạc trời đất bằng vàng rồng, ngày đêm 6 thời rưỡi hoa trời mạng đà la, chúng sanh trong cõi đó vào lúc sáng sớm đều lấy đẩy hoa đựng những hoa tốt đem cúng dường 10 muôn ức Đức Phật ở phương khác, đến giờ ăn liền trở về bổn quốc, ăn cơm xong đi kinh hành. Người ở cực lạc vậy đó. Còn mình sáng hôm nay đi chợ mua cá mua thịt về, ăn cơm xong đi nằm. Y chang, khác với người ở cực lạc. Người ở cực lạc là gì? Người ta gần như là thân kim cang bất hoại, không có bệnh. Tâm người ta hết tham sân si, tư hoặc kiến hoặc không còn, thì thân này là thân bất hoại, thân kim cang. Vậy mà họ vẫn theo đúng lời thầy của họ dạy là Đức Phật Di Đà nói ăn cơm xong phải đi kinh hành, họ đều đi kinh hành. Còn mình ăn cơm xong đi kinh hành, không, đi nằm quen à. Đúng không? Bệnh, năm thứ bệnh. Và nếu ăn cơm xong đi bách bộ thì thường là chúng tôi buổi trưa là phải đi nửa tiếng. Về ngủ, không ngủ cũng rất khỏe. Còn buổi sáng như vậy, bắt đầu hôm nay áp dụng là phải đi một tiếng ăn sáng xong. Hôm nay chúng tôi quy định lại cái thời gian. Chủ nhật giảng một lần, thầy Nhuận Minh trên đó đọc giới và đọc giới cho cư sĩ, xong rồi chia sẻ. Hai ngày 14 mùng 1 chúng tôi không có lên. Nghe Ấn Tổ nói vì người mà quên công phu, mình thất bại lầm lạc trở ngại, gây cho họ cũng thất bại lầm lạc trở ngại, rồi họ sẽ nghi ngờ mình và nghi ngờ Pháp. Chúng tôi vì người quá, giảng liên tục bao nhiêu buổi giảng mà không biết họ hành đến đâu nữa. Mất hết bao nhiêu khí lực, bắt đầu vào công phu là trục trặc liền. May mà được đi học, chứ còn không học biết những điều này là chết tươi nồng nọc, tiêu rồi. Cho nên bữa nay chúng tôi mới ngồi chiêm nghiệm lại. Bữa nay phải sắp xếp lại cái lịch sáng đại chúng ăn cơm. Chúng tôi lên đây nói không nói mà sao nó quen cái miệng, cũng có chuyện để nói cứ thôi. Sáng là chúng tôi phải là công phu, tùy theo cái bữa dậy 2 giờ 3 giờ gì đó. Công phu xong rồi là 6 giờ đúng ra tập xuống nguồn tươi trẻ. Và lúc tập đó hít cho thiệt sâu, giữ câu Phật hiệu sảng khoái cực kỳ không thể nào tưởng tượng nổi. Và vô tắm xong buổi sáng đi ăn sáng, ăn sáng cơm sáng xong đi kinh hành. Rồi đi một tiếng đồng hồ vô học ha tu gì đó đến 9 giờ. Không thể nào phá vỡ cái lịch này được nữa hết. Không đi đâu, thỉnh thoảng lên chùa thôi. Cái chuyện không đi mấy năm nay đã làm được rồi, nhưng mà chưa sắp xếp lại cái quy củ để mình sinh hoạt. Sáng chúng tôi hỏi nói chuyện với chú Nhật Minh, già cái đầu 49 còn mấy tháng nữa 50 tuổi mà không tự lo cho bản thân mạnh khỏe, mà nhiều lúc còn phải nhờ bác sĩ, đúng không? Mình lo cho mình không được cho nên mới nhờ người khác lo. Lo bằng cách tùm bậy nó hư cái thân rồi. Ăn cơm vô cho no, cầm điện thoại bấm, đó là con người ngồi lên vi tính, coi phim, coi tivi, ngồi một đống nói chuyện, một bụng no buổi tối, rồi bệnh. Sáng nay hỏi chú Nhật Minh có lại cái tu công phu, kêu dạ có. Có tập xuống nguồn tuổi trẻ, anh kêu dạ không. Cái hồi sáng có nghe chúng tôi phổ biến không? Cái này là tập, lúc đó là tu công phu luôn, hít sâu vô niệm A Di Đà Phật trong tâm. Nén lại, hít sâu, cắn răng chịu đựng vô.
rồi giữ vô A Di Đà Phật trong tâm là công phu. Chúng tôi có chia sẻ, nếu mình nghe người đó phổ biến cái hay mà mình không làm, đó là mình bất kính, đó là mình không tôn trọng người khác. Cái tuổi thành tựu là từ cái tuổi 18 đến 30. Nếu chịu học, nếu chịu công phu, nếu chịu làm thì cái tuổi này sẽ hữu ích từ 30 đến 50, giúp cho mọi người, phò tá cho một người nào đó. Bắt đầu 50 ngũ thập tri thiên mạng, người này bắt đầu mới quyết định được cái chuyện đúng sai. Không thì phải nương người khác. Hôm nay chúng tôi chiêm nghiệm cuộc đời. 30 tuổi bắt đầu tam thập di lập, lập Tịnh Thất Quan Âm. Vẫn là đến 20 năm lòng vòng, không gặp được vị lão sư, cho nên cứ đi lang thang. Hôm nay gặp được vị lão sư, lão Phật gia Ấn Công, bắt đầu bèn trở lại quê nhà, an phận chỗ này. Nếu mà gặp lúc 30 tuổi, 40 mấy tuổi vẫn là phải đi rong, không phục, không phục. Gặp nạn coi như là gần tan xương mất mạng đi rồi, gặp bổ bó rồi mới tin tưởng. Cái này anh em trải nghiệm nghe thôi, nhưng mà để mà ngũ thập tri thiên mạng thì mấy anh em phải trải trường. Nếu không chịu chết mình, coi như là chết sạch hết những ý niệm vọng động để chân thực một nơi tu hành đương đại chúng, thì gặp chướng ngại sóng gió đó. Qua gọi hỏi thầy Nhân Minh xuống chia sẻ, nói cả buổi trưa 2 tiếng đồng hồ, xong hỏi chiều có tập không, kêu dạ buổi sáng tập rồi, cười xong. Thực sự mà nói thì chúng tôi không có trách, nhưng mà điều tự trách mình sao không đủ đức để mình nói họ. Dẫu cho ít nhiều gì người ta nói mình phải làm. Cho nên chúng tôi nói, người mà khi họ vân hành mệnh lệnh của mình rồi đó, thì những con người này là như thế nào, tin tưởng họ. Còn những chuyện mình giao, mình kêu họ không làm, thì những cái chuyện này thực sự là họ không phải là người đáng tin cậy. Nói thẳng như vậy. Nói vậy không phải chê trách chú Nhật Minh, mà nói vậy để mấy anh em kinh nghiệm. Kinh nghiệm bản thân mình ở đây cũng như trên toàn mọi nơi. Cha mẹ mình giao cho mình công việc, mình làm thờ ơ thì người ta không thể tin cậy mình được. Ai cũng vậy thôi. Cái này là gọi là gì? Bất kính. Lễ kính là gì? Tôn kính là gì? Vâng lời làm theo. Nghĩa nói là vậy. Như vậy hôm nay hít thở một hơi sâu có tác dụng gì? Lấy lại những khí lực trong cơ thể mình đã hao vì nói, vì nhìn, vì nghe, vì ngửi, vì ăn. Hôm nay ăn thì cái miệng ăn lúc đó chưa no, cái mũi vẫn hít được. Rất hay. Cho nó ăn không khí là chính luôn. Và hít sâu một hơi trước khi làm công việc gì, thì người đó khi thay đổi môi trường, ví dụ chúng tôi từ dưới phòng bước lên đây, hít 3 hơi định vị rồi 5 hơi khỏe khoắn sung mãn trong người, bắt đầu đi niệm Phật, mình bước vô một môi trường lạ, không làm lung tung. Nhiều ca sĩ ở dưới chuẩn bị cho thiệt nhiều, cho ngon lành rồi, bắt đầu lên hát chịu không nổi, hết khí lực hát nhép mà hát không nổi, nhìn người dưới bắt đầu tinh thần lụng bại, gục ngã tại chỗ luôn. Tinh thần không có, tâm lực không có, khí lực không đủ do cứ hát như vậy. Thì người ca sĩ dùng cái pháp này là gì? Nếu là công giáo, hít một hơi sâu vô, đếm từ 1 đến 12, 20 gì tùy theo khả năng. Cúi mặt xuống, hít một hơi sâu, úp mặt xuống, đếm số, bởi vì công giáo đâu cần niệm Phật đâu. Dùng cho công giáo, cho người dạy học. Người dạy học không biết niệm Phật thì hít sâu giữ đó, thì người dạy học này khác cho con. Hôm nay chúng tôi sẵn khoái, khi sáng tập xuống nguồn tuổi trẻ xong rồi, mà cái kết này nó có một cách là làm cho con người mình đủ khí lực, cho nên cái giấc ngủ nó vô sâu và ngon ít. Điều này rõ nè, chúng tôi bỏ mới có 4-5 bữa là trục trặc liền, trở ngại liền. Chiều công phu xong ra 4 giờ tập xong một cái thế thứ ba là khó nhất, đưa người lên ngửa ra sâu, hít sâu lại. Hôm bữa nhìn lên trời, bữa nay nó cũng choáng váng, mở mờ con mắt nhìn chớp mũi thôi, hít lại giữ, cắn răng chịu đựng được 5-7 câu gì đó xuống. Có nhiều lúc gió nó hực trong con người của mình, nó sảng khoái chưa từng thấy. Vô tắm rồi một cái ăn cơm chiều một chút xíu rồi đó đi kinh hành. Thực sự chúng tôi nói thôi, quý vị mà vào cái lộ trình này là phải gặp nhiều cái chướng ngại. Có một môi trường đó, bây giờ khắp mọi người trên thế giới nghe rồi sao? Sáng dậy vội, chưa kịp massage ở trên giường. Sáng nay chúng tôi làm một tiếng, 1 giờ mấy, 2 giờ kém, bắt đầu vừa thức dậy nằm đã bắt đầu massage. Cơ thể ấm áp lên hết rồi, cái bắt đầu là gì? Đạp xe đạp còn nằm ngửa. Hít một hơi thiệt sâu vô giữ trong đó, bắt đầu đạp xe đạp. A Di Đà Phật. Đạp xong hết rồi bắt đầu khỏe, nằm úp xuống chứ chưa ngồi dậy liền. Bắt đầu úp xuống rồi bắt đầu làm gì? Ngửa lên như con rắn hổ mang như này, khó dễ. Hơi thở nó vô đầy phổi rồi bắt đầu ngồi lên, bắt đầu mới xoa. Xoa sướng nhất là cái xoa như vậy.
so hết toàn bộ cơ thể, nó lưu thông hết toàn bộ huyệt đạo trong cơ thể rồi, cái bắt đầu là gì? Thoải mái dương vai, so chân so tay làm. Thì khi ngủ xong là toàn bộ mạch huyệt đạo nó bế hết toàn bộ, hít lưu thông hết, nóng thì con người ấm dễ chịu, bước xuống giường chưa biết bước vội liền đặt 10 đầu ngón chân xuống trước, đứng bắt đầu nhịp, nhịp lên nhịp xuống, xong bắt đầu là làm đạt ma diệt chân kinh đó. Hít nén vô giữ lại một cái A Di Đà Phật, mình vẫy tay, vẫy tay chứ, thiệt thoải mái, đúng một tiếng luôn, sảng khoái cực kỳ luôn. Xong rồi khỏi phải đi dạo gì hết, ra vô công phu 3 tiếng một cái một, không có gì là trở ngại hết. Nhưng mà 3 tiếng nó hơi đuối, cái lúc gần hết công phu rồi niệm Quan Âm á, thì gì, nín lại niệm trong tâm, tuyệt. Đây là kinh nghiệm không? Có một cái cách để sảng khoái trong công việc mình chứ. Hầu như ngồi văn phòng, ngồi máy lạnh, tất cả những người mà ngồi không có không khí hầu như là bệnh phổi hết, phổi viêm hết. Còn hít sâu vô giữ như vậy, buồng phổi nó nở ra. Mà khi nó nở ra như vậy, giống như bong bóng á, nó nở ra lớn thì nó chứa được không khí nhiều, thì con người này thọ thôi. Còn hút thuốc cho thiệt vô để nó nén nó giữ trong đó, thì nó giữ cái ô nhiễm là bị lủng phổi, lủng hết toàn bộ luôn. Mà khi mà mình hít sâu vô, mình giữ lại, mình tập rồi bắt đầu ngồi lên, rồi mình xoa cái sâu lưng thiệt mạnh cho cái thọ, đó là bổ thận. Toàn bộ là phải tự mình lo cho mình hết. Cho đến lúc cùng cực con ma bệnh vào thân rồi đi bác sĩ thì cái này xong, tiêu đời mình. Đây là kinh nghiệm sống của chúng tôi nói mà thực là giá trị. Còn mấy anh em nghe qua rồi, ôi mình có gì đâu, mình đâu tổn gì đâu. Chồng đó tổn đó, tổn hay không lên đây ngồi nói 1 tiếng 2 tiếng biết liền gì. Tinh thần không đủ, khí lực không đủ, đó là do mình tổn. Bây giờ chúng tôi mới cảm giác là hít thiệt sâu. Hồi nãy nghe thầy Tánh ổng đọc, ngồi hít mấy trăm hơi hồi nãy giờ rồi, cho nên khí lực cũng dồi dào. Hôm qua thầy Minh nói trời hơi thầy Tánh xong mà nó khỏe dài. Ông kêu ông tập 2 năm nay từ khi ông tổn khí, mất hết toàn bộ cái tâm lực khi không chú tâm vào hơi thở. Vì sao? Vì sao người ta hít sâu không được, không chú tâm hơi thở, còn mình lo vọng tưởng nó phá cho nên hít đâu có được, như mấy bà chứ. Rồi xong. Nhưng mà như thế nào gọi là niệm, niệm 10 niệm cho nó sâu? Trước khi vô dương vai nhẹ, hít vài cái cho thiệt thoải mái, lấy thế giống như mấy người chạy đua mà mới đầu chuẩn bị nó chạy, nó phải là tinh thần nó lấy nhá. Mấy người chạy xe không xe đạp cũng vậy, đúng không? Chuẩn bị là đứng ngay cái mực, chuẩn bị ha, 1, 2, 3 thì gì, thì đó là phải là tập trung tinh thần trước khi làm. Chuyện tu để liễu sanh thoát tử phải tập trung trên toàn tâm, trên câu Phật hiệu nó mới trị được vọng tưởng, chứ đâu phải đơn giản giữa ngươi với nó. Cắn răng nha, nhớ cắn răng nha, bỏ phùng miệng đi, cắn răng đi, cắn răng, cắn răng nó hay lắm, chịu đựng cắn răng mà. Này chúng nữa thầy Tánh làm, nhưng mà chúng tôi dợt trước biết làm sao mình hít mạnh. Đó là hơi đầu tiên thôi, mà hơi sâu về sâu nó càng dài. Hít càng sâu vô niệm tùy theo vừa đủ nghe 6 chữ thầm. Cả đại chúng ở trên tỉnh thất, tối nay thầy Minh, Nhượng Minh hướng dẫn là cả đại chúng niệm thầm. Niệm thầm xong hết rồi bắt đầu mình ngồi xuống. Nếu mà mình lạy nhanh, hơi thở mình ngắn, xong rồi mình niệm một hơi ba câu nhẹ nhàng để trước khi vào công phu thì không bị hôn trầm, đỡ tổn khí. Hầu như người niệm Phật tụng kinh tịnh độ mới lần đầu vô 1-2 năm thích, 1-2 năm là giỏi, chứ hầu như là khoảng gần năm là bắt đầu bỏ chạy hết, tổn khí hết. Đâu có bồ vô mà cứ đó, đi tụng hoài, đi niệm hoài, tâm chưa quy nhất, chưa thanh tịnh, chưa đắc pháp lạc mà đã tổn khí rồi, bỏ hết toàn bộ luôn. Cực kỳ quan trọng tổn khí mà Ấn Tổ nói mà chúng tôi đã bệnh dai dẳng bao lâu nay. Cho nên chúng tôi trích rất nhiều những cái ý niệm mà kinh nghiệm về cái chuyện tổn khí trong này mà không có thời gian để nói cho quý vị nghe. Cho nên thành ra cái lộ trình sinh hoạt chúng tôi hôm nay nói cho mấy thầy biết là buổi sáng mấy thầy tu xong rồi mấy thầy phải ra tập và hít cho sâu. Lúc đó là công phu luôn, nửa tiếng lên ăn xong, mọi người ăn xong là mình đi về phòng, đi làm công việc của mình. Chúng tôi là ở dưới đó, 3 bữa ở dưới nhà lá dưới đó. Ăn cơm xong đi kinh hành cho thiệt thoải mái, dưỡng cái thông làm sao. Ít nhất gì cũng phải là 60, mà trung bình đó là phải tuổi Ấn Tổ 80, còn không là phải như là Ngài Hải Hiền 112. Có đạo lý trong đó, có cái phương pháp dưỡng sinh mà. Nghe thấy người đi trước đi, ông Hòa Thượng bên Vancouver đó, 95 tuổi, ông nói cái sức sống tôi bây giờ đó là tôi phải hơn 100 tuổi chắc rồi đó. Bây giờ 95 rồi, 20 tuổi, 20 năm nữa cho tôi là bình thường. Kìa, nghe kỹ cái chỗ này. Nhưng mà Ngài nói như vậy mình làm không được, không biết phương pháp để làm.
không có sảng khoái để làm. Còn mình làm cái thập niệm này mình kêu, à, tổ sư Ấn Quang nói làm sáng tối và thêm buổi trưa thì suốt đời đừng bỏ. Nếu là đại chúng đi công phu thì làm trước công phu đó, ở dưới đây làm đó. Ba lần thì vô hại đâu cái gì đó. Mà cái này nó có cái đặc biệt là úp mặt xuống dưỡng khí, còn nhiều hơn là mình niệm ra 10 câu. Rất tuyệt. Sáng đại chúng kẹp chung công phu không bỏ được. Bởi vì người ta có trong công phu, người ta quen rồi. Khi người ta vừa bỏ cái việc gọi là công phu trong đại chúng thời gian 2 tiếng thì họ phải dùng liền đảnh lễ tam bảo xong, tận hư không xong, cái là họ 10 niệm xong rồi. Buổi sáng có thể là phát nguyện cái bài của Ngài Liên Trì, đó là một lòng quy mạng thế giới cực lạc đó. Rồi bắt đầu chiều thì mình làm 2 lần. Hầu như anh em trên đó khi bỏ công phu sáng tối để nấu ăn làm chuyện gì, có nhiều người diễn cớ là không công phu luôn, mất hết, không có còn cái gì một chút là ý niệm để giữ, để mình tin tưởng rằng mình dùng cái pháp này cuối đời vãng sanh. Nhưng mà Ấn Tổ nói phải lượng cái sức của mình. Nếu có thời gian nhiều và có thời gian để công phu nhiều, phải sáng tối kèm thêm, chứ không phải lấy hai cách này rồi làm biến cái ô. Nên thầy Nhàn đưa cái cách của Từ Vân, vắng đảnh sướng khỏe 15 phút rồi đi chơi, không tu nữa, rồi xong. Phải phòng chứ. Phòng bằng cách là công phu 2 thời. Còn cái này là dự trù, dự bị. Nếu mà mình công phu 2 thời được, đó là cái phần giảng sanh mình nó chắc chắn hơn. Thấy không? Cái nghiệp mình nặng quá, những người họ tu cái cách của Ngài 10 niệm thập niệm này thì người ta thành công, còn mình không thành công. Nghiệp mình quá sâu dày, ngang ngạnh, bướng bỉnh, nghiệp chướng sâu dày, bất hiếu, tạo nhiều nghiệp sát trộm dâm dối, thì phải còn nhiều cái pháp lành để hỗ trợ thêm công phu tăng thêm chứ. Ai không còn chuyện này. Đó. Thì đó là cái việc kế tiếp. Còn cái việc đại chúng thì chủ nhật, thí dụ những buổi sáng, hầu như là chúng tôi nghĩ là ổn. Mỗi chủ sáng, chủ nhật chúng tôi sẽ nói chuyện. Còn bữa nào mà thấy chúng tôi không lên nói chuyện thì thầy Nhuận Minh sẽ đọc văn sao cái lúc khoảng 11 giờ kém, 11, 10 rưỡi là phải đọc văn sao. Hầu như đó là dự trù những lúc chúng tôi muốn công phu thêm 2 tuần. Thì nói như vậy để đại chúng biết. Nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng mỗi tuần. Hôm trước nó tổn khí, nó khó chịu, gần như là chúng tôi nghĩ không lên giảng được. Trắng luôn 2 đêm không ngủ, có nói thầy Tánh. Không cách nào nằm ngủ được một chút gì hết. Một phần là tổn khí, một phần mình vô công phu mạnh quá, nó có cái việc này. Nhưng mà gì, lấy lại thân bằng được liền. Đêm hôm qua ngủ ngon, 9 giờ 8 rưỡi đến 1-2 giờ kém, rất sâu khỏe. Thì mới thấy lại 2-3 ngày hôm nay tập xuống nguồn tươi trẻ, lễ Phật hít thở đều đặn. Và khi nó có vấn đề là nó chán tu và nó sợ tu bệnh, cho nên nó trở ngại, phải ra tu ráng. Ráng nó sẽ qua. Nhờ cái đó cũng là cái nghiệp hôm qua thầy thiện xuống. Thầy kêu con trì đại bi 2 hơi trong bụng nó ột ột ột, nó kêu quá trời, có phải bệnh không? Kêu nó không phải, do mình ăn trúng cái gì, hoặc giả là nghiệp chướng nó tới nó báo. Nhờ nó ột ột như vậy nó đỡ đi mỗi xẻ, trọng báo thành khinh báo. Nó có cái đạo lý. Thêm nữa là cái chương trình mà phóng sanh thì chúng tôi thông báo thôi, mỗi ngày luôn, chứ không phải mỗi chủ nhật nữa. Bây giờ chúng tôi thấy đến cái cuộc đời Ngài Lý Bỉnh Nam là giúp thuốc men, phóng sanh, làm những công đức đó để thọ mạng kéo dài. Thì chúng tôi quy vào thấy giúp cho những người già khổ đau có chơi ở đàng hoàng, họ về họ nương, họ tu hành, giúp cho những chúng sanh mà đang chuẩn bị đập đầu. Hôm bữa chúng tôi thứ 6 thầy với thầy Tánh với thầy Phổ đi ra, trời ơi, nó cầm con cá, mấy thầy chắc đang mua không thấy, nó cầm ra khỏi cái thùng, nó quất một cái bạch xuống đất, cá dãy chặt cái cá lóc. Nó cầm cái dùi sắt đập 2 cái, con cá chết tại chỗ, cắt đuôi, vạt đầu, vạt đuôi, mổ bụng, môi ruột hết. Cái người đứng ăn đó không có một cảm giác gì là sợ hãi. Chúng tôi rùng mình, nó bị chấn động quá mạnh đi, đâu có thấy cái cảnh nó như vậy mấy chục năm nay đâu. Xong rồi bắt đầu họ lấy thêm cái rau ngổ, rau gì này nọ rồi đó, rồi bạc hà đồ đưa cho, cầm một bịch cá lóc đi. Thì Ấn Tổ mới nói vì người ăn cho nên mới có người giết. Nhưng mà mình cứu cái người mà họ đang chuẩn bị khổ đau đó thì không bằng cứu cái mạng họ chuẩn bị độc đầu. Người ta nói tiền bạc đi giúp người còn sống nghèo khổ, hoặc đào giếng làm tất cả điều lành như vậy đó là cứu người nghèo, sao không làm mà đi phóng sanh. Ấn Tổ nói người nghèo chưa đến nỗi bị độc đầu chết liền, còn người, con người mà lụng cho sâu đôi con, chúng con cá đó cũng có Phật tánh, con cua đó, con tôm nó có Phật tánh, cứu nó trong lúc đang bị mất mạng, đang bị diệt mạng đó, cứu mạng, cứu nạn. Thì chúng tôi quyết định nếu có hay không gì cũng sẽ cố gắng làm. Mỗi ngày 10 triệu, tháng 300 triệu. Quyết định làm cái chuyện phóng sanh này tới nơi luôn.
Nói như vậy để Phật tử nghe tùy hỷ gỡ vô 5.000, 10.000, 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu. Không có đồng nào nghe như vậy tùy hỷ. Ô, Phu Chiên Tu mỗi ngày phóng sanh 10 triệu. Nghe tùy hỷ, nghe tùy hỷ. Công đức tùy hỷ có đấy. Chúng tôi nói là để chỗ này chứ không phải nói để kêu gọi đâu. Mình không có phước đó thôi, mình kêu gì cũng không có đâu. Chúng tôi làm chuyện này, cái đó là cái việc mà hôm nay chủ nhật này chúng tôi lên nói khá nhiều để chúng còn nghe cái băng này lại. Bây giờ còn quá 10 phút thôi, lâu lâu chúng tôi cả tuần nay không có nói rồi. Giờ thầy tánh dợt cái cách lạy này chút xíu nữa là xong luôn. Những gì đã nói là những gì muốn nói đã nói. Trước khi thầy tánh lạy, chúng tôi còn một cái ý như vậy nữa. Tánh đứng sẵn, bữa đang ngồi chơi với thầy Phổ, thì trước thầy có ở bên Úc, rồi thầy vô tù ngồi 2 năm xong rồi cuối cùng thầy gặp một sư cô đó. Lúc đi phóng sanh hai anh em ngồi, thầy kể thầy gặp sư cô đưa cuốn kinh Pháp Hoa, rồi thầy lục bên tù chứ bên Úc nó có thư viện, lục ra chúng cái cuốn Khi Người Niệm Phật Diệu Âm. Bắt đầu thầy mới ngồi đó, thầy viết những cái lá thư của cư sĩ Diệu Âm gửi về cho cha. Cha của thầy hôm bữa dẫn nhàn xuống tới nhà gặp rồi phát tâm liền ăn chay trường luôn, chịu niệm Phật mà không biết có sâu hay không, có tu nhiều hay không. Chị dâu cũng, chị dâu là thường nghe giảng như vậy, chịu tu. Thì bắt đầu thầy ra tù, thầy quyết định về đây thầy tu. Do cảm được cái cuốn sách của cư sĩ Diệu Âm, mà cư sĩ Diệu Âm là người giỏi hộ niệm tốt, nhưng so với những lá thư của Văn Sao thì những lá thư này tuyệt. Cho nên thành ra chúng tôi khuyên kêu thôi, thầy lúc trước đã viết thư cho cha rồi, bây giờ thầy viết văn sao từng nét bút tha thiết cung kính cầu Phật Bồ Tát gia hộ cho cha mình bắt đầu tung tấn niệm Phật sâu hơn. Mà lá thư này nó có công hiệu là bắt đầu khi cha coi rồi bắt đầu đọc tới đọc lui, đọc tới đọc lui, rồi để truyền đi tất cả mọi người. Những lá thư này rất giá trị của Tổ sư Quang, chừng nào nó nhòe nhạt mực đi và nó đốt cháy đi thì không nói, chứ còn lúc nào thì còn cứu độ người đó lúc đó. Chúng tôi vô con đường cùng gặp được Tam Biên đó, cũng là bộ sách thôi. Hôm nay chúng tôi nói, bây giờ mới nghiệm ra được là một bộ sách quý hơn rương vàng. Cho nó một rương vàng, đôi khi là nó mang họa. Thằng nào, đứa nào mà giỏi lắm thì nó có thể gì? Nó có thể là nó giúp người, giúp vật. Chứ còn không là nó hưởng về cái ngũ dục này, nó chết toi mạng hết, chịu không nổi. Với cái tâm phàm phu mà gặp được ngũ dục này. Thầy nghe, thầy kêu, ồ có lý. Thì chúng tôi nói thầy tánh cũng vậy. Mọi anh em trong này, đây là cái chuyện mà chúng tôi phát minh được từ... Mà hôm trước chúng tôi có nhắc rồi mà không có sâu. Thì hôm nay giống như thầy Hậu, tất cả mọi người trong này, các bà cụ và Phật tử đang ngồi trên đó, mình nhớ mẹ mình viết cái lá thư nào trong văn sao, đưa một cuốn sách về đọc không nổi, bảo đảm luôn. Một lá thư viết vài chữ trên đó, con nhớ mẹ lắm, mẹ khỏe không, được bao lâu nay mẹ sống làm sao rồi, nói làm sao cho hay chứ con nhớ mẹ lắm, mẹ có tiền cho mượn không? Rồi xoay xong. Cái kiểu đó là lợi dụng rồi viết thư gì nữa. Nói chân thật, viết rất chân thật, gửi về mấy chữ ở trên thôi, người ta đọc vô một cái. Lỡ người ta gặp khổ đau mà viết cái lá thư mà bảo vệ Cẩm Châu một cái là người ta coi vô nhà bị cháy, bị điên thì thôi, tuyệt. Cái này là chúng tôi áp dụng. Hồi trước chúng tôi đi tu là thường viết thư, viết theo ý nghĩ mình gửi về cho gia đình, thường liên lạc. Cho nên nó có cái sự hấp dẫn, cảm ứng với nhau. Và ông bà cụ đi tu có cái đạo lý này. Mình đi tu mình được, mình biết rồi, mình nghe như vậy, gia đình mình để như vậy thì có nên hay không? Suy nghĩ lại. Hôm bữa nói sơ sơ thôi, bữa nay nói sâu đó, nói là sát quyết, đúng không? Rồi chúng tôi mới viết thư gửi cho thầy Chí Thạnh, thầy Hưng. Đó, cái đó là cái đạo lý rất hay, đại chúng nên nhớ. Đó là cái ý cuối cùng chúng tôi nói, bây giờ thầy tánh bắt đầu lại và niệm, niệm thì thầy niệm ra tiếng, cho niệm thầm luôn đi ha. Bởi vì ở trong đây là đại chúng, hoặc giả mình tu một mình cũng nên niệm thầm 10 câu theo hơi của mình rồi xuống hít làm sao để cho mọi người thấy. Quay vô cho mọi người biết nữa chứ không phải nói như đây xong. Qua chúng tôi kêu thầy Nhuận Minh trước khi đại chúng bắt đầu nghe chúng tôi giảng là thực tập, mà chúng kêu thôi thôi mất thời gian để bây giờ thầy tánh làm luôn. Trước đầu tiên xá xuống cái này, nghe cái khánh cái ben xá xuống đúng không? Rồi xá xuống nè, xá xuống rồi đó, thì xá xuống sâu như vậy càng tốt, còn không thì tùy theo sức mình xá. Còn hít một hơi thiệt sâu vô, bây giờ thầy tánh làm hết cỡ của thầy, thầy hít sâu vô thì niệm được mấy câu tùy thầy, thầm vừa phải, đừng cao đừng thấp, đừng nhanh đừng chậm. 10 hơi, bao nhiêu hơi đó tùy mình chứ, bao nhiêu câu đó tùy mình. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A
xuống. Lúc mình niệm mình vẫn là mở mắt mờ mờ nhìn chóp mũi hoặc nhìn mờ mờ bên ngoài. Cái hơi thầy dài thầy niệm được cái gì cho mới bắt đầu hơi đầu tiên là 3-4 câu kệ, mấy câu cũng được. Rồi bây giờ nè, hít một hơi thiệt sâu vô, nén lại giữ, úp mặt xuống luôn, cắn răng giữ lại đừng cho hơi xì ra. Chúng ta nói đừng xì lỗ một, đừng xì chút nào hết, và trong tâm niệm bắt đầu A Di Đà Phật. Chịu chừng nào hết nổi rồi bắt đầu mình lên. Có nhiều người ù tai hoặc thấy trong đầu mình nó lăn, nó rần trên đó, hơi thở nó lên vô hại. Đó, bây giờ thầy xuống nè. Thì khi xuống á, mình niệm trong tâm A Di Đà Phật, cái tay mình nhịp nè, A Di Đà Phật, A Di Đà. Có cái tay nó định vị, nó không bị nhạt nhòe. Mình niệm từng chữ như vậy rồi bắt đầu mình lên. Rồi, giờ thầy tỉnh lên. Dư hơi luôn, thầy dài hơi lắm. Bây giờ nãy giờ thầy ngồi thầy nghe mà thầy hít quá trời sâu, cho nên bây giờ cái hơi thầy rất là dài. Đúng không? Hơi dài thì cái sức làm việc của thầy nó kinh khủng luôn. Rồi, bây giờ làm sao mình lễ mà mình nhớ 10 niệm. Mình 10 hơi. Cái hơi đầu tiên là mình xá xuống một cái là một, là xong đó, nó đơn giản vậy. Cái tác dụng của cái pháp này là gì? Úp mặt xuống, nín thở, niệm trong tâm câu Phật hiệu rất rõ ràng khi trở lại bình thường. Mới làm chưa thấy gì, chưa cảm xúc gì hết. Mà thầy thì hơi thở quá sâu, thầy làm cái là thầy ấp phê thấy dễ chịu. Chúng tôi thì quá thiếu cho nên vô cái là thấy nó êm liền, tức khắc luôn. Giống như là mình đang coi như là khát, mà khát cùng cực, khô môi, khô miệng hết, người ta cho mình một ngụm nước. Cái khí lực nó còn gấp trăm lần cái chuyện đó. Hiểu cảm giác đó không? Đó. Thì như vậy khi mà mình lạy, như trên đó người ta lạy, người ta thở, hít vô cạn, người ta thở ra liền, người ta niệm rất ít, thì chứng tỏ con người này khí lực quá yếu. Thì sao? Thứ nhất mình, cái hơi đầu tiên niệm tùy theo sức mình rồi xong rồi nó đứng dậy rồi đó, thì cái ngón cái mình mà ịnh sâu một chút là mình biết số 1. Rồi khi mình xuống đất mình cũng ịnh ngón cái xuống một cái để mình định vị 5 ngón là 5 lần, đừng cho quá. Rồi định vị lại một lần nữa thì khi mình chắp tay mình cũng lấy cái ngón trỏ mình làm mạnh hơn chút xíu để mình biết là cái ngón thứ hai là hai cái rồi. Không dùng tâm để nhớ 10 hơi nữa, không dùng tâm để nhớ đến số 10 nữa. Làm đi rồi thấy không phải nói mò đâu. Khí lực dồi dào thì con người sung mãn, sung sướng nhất, không cảm thọ gì bằng một khí lực trong lành cổ thiên nhiên trời đất. Uống bia vô nó chỉ nhìn sướng chút xíu rồi đi quậy quọ làm cho nó sảng khoái cái cảm giác cảm thọ đó. Và cái cảm thọ của người nam nữ cũng là một cảm thọ để đọa lạc. Cảm thọ rồi Ấn Tổ nói trời vui cái gì trong ngũ dục, vui xong rồi mệt muốn chết, vui một khắc mà đọa lạc vĩnh kiếp. Dẫu là chánh dâm giữa vợ chồng phải kiêng dè, vì thích cái thú này rồi thì lúc lâm chung nó có cái cảm thọ này dắt mình đi theo cái cảnh giới đó. Còn thích cái cảm thọ ưa vui, thích cái cảm thọ niệm Phật thì phải đi về cái cảnh giới đó. Rõ ràng, bởi vì Phật nói cái ái là dắt đi luân hồi, ái thủ hữu là nhân hiện tại cho 12 nhân duyên, khó trừ cực kỳ cái này. Chỉ có làm cái cảm giác hít thở sâu sảng khoái niệm Phật thì nó mới làm nhẹ đi cái này. Hết sức nghe cho rõ cái chuyện này, không thì gì gặp nạn rồi đừng có trách. Sao chúng tôi không nói, thì chúng tôi lên bờ xuống ruộng khổ đau quá rồi. Chẳng lẽ muốn chìm, chẳng lẽ mình muốn hưởng một mình không chia với bạn tri kỷ. Bạn tri kỷ nói ra là họ làm liền là tri kỷ. Còn kẻ nói ra thờ ơ thì không phải là tri kỷ. Sống chung với nhau nhưng mà không có cái gì gọi là cảm thọ, không phải tri kỷ. Mà mình không nói thì ích kỷ, mà mình nói ra rồi thì họ không làm thì không gặp được tri kỷ. Thực sự là một cái chuyện hơi thở mình quý vô cùng, ngồi nói vậy mà họ bỏ qua thì đúng là không ra cái hệ thống gì rồi. Nói cho mạnh như vậy để nhớ cho sâu để làm. Cái người mà họ nhớ sâu, họ cảm thọ, họ cung kính, họ vâng lời thì người này làm được bền. Họ có quên thời gian họ quay lại. Hiểu không? Nó như vậy. Cho nên chúng tôi hay nhắc thầy tánh là bởi vì thầy đồng cảnh ngộ chúng tôi tổn khí quá nặng. Cho nên thành ra là thầy thọ nhận được ngay liền khi mình đang đi niệm trong tâm từng chữ. Hít một hơi vô ba câu A-di-đà Phật. Khi lễ xong mình ngồi xuống, người ta lễ sâu, có nhiều người hơi dài, người ta lễ 15 phút, chúng tôi là thường 20 phút luôn, cũng là công phu thiệt thoải mái. Rồi mình ngồi xuống dưới đó, ngồi một, có thể mình ngồi xếp bằng luôn, một hơi ba câu nhẹ nhàng. Dùng cách này cho hàng ngày cũng tốt luôn. Nhẹ nhàng, không hít sâu lắm đâu, vừa đủ hơi.
cái lúc này mình ngồi xuống rồi mình mắt mình hí hí, nhưng mà khi mà 10 lễ như vậy là người đó tỉnh liền, buổi sáng tỉnh liền, không vô hôn trầm ngay, rồi ngồi xuống. Bởi vì mình hít nhanh quá mà, hít phải cho mạnh thì nó mới tỉnh ngang, hít mờ chắc hít ít trong chưa ăn thua. Rồi ngồi xuống mình niệm bằng gì rõ ràng, đổi liền, dùng lại bốn chữ, ba câu nhẹ nhàng, một hơi nhẹ nhàng ba câu, dùng một câu chưa hết thở, chưa hết hơi thở cũng uổng. Thì không hay bằng một hơi ba câu, để tập cho chút nữa mình vô lễ Phật cũng là một hơi ba câu mà bốn chữ, sáu chữ. Rồi đi đứng nằm ngồi dùng cách từng chữ nghe lại cho rõ ràng. Một câu Phật hiệu nên nhớ là một lần Phật A Di Đà, dầu cho bốn chữ cũng là đang thọ ký quán đảnh cho mình. Tin không? Không tin cho nên suy nghĩ vọng tưởng sằng bậy, rồi lo tủ thứ hết trơn, đụng chuyện táo quả tâm tinh, run rẩy lên, khí lực mất hết toàn bộ, rồi bắt đầu chết. Nó là như vậy. Từ tâm lực khí lực chết là mất nhanh nhất thôi, tốn quá. Rồi trong tâm từng chữ, tốc độ như vậy là vừa. À gì? Đà Phật. Tốc độ như vậy trong tâm càng chậm ghi càng mạnh. Niềm vui người niệm Phật, chỉ người niệm Phật biết thôi. Chia sẻ nói nước uống nóng lạnh như thế nào họ không tự biết đâu, họ chỉ nghe thôi. Làm đi sẽ thấy. 10 ngày thôi, dùng cái cách nhếch môi niệm Phật sảng khoái, hít thở là sẽ thấy công hiệu. Không lừa dối đâu, không lừa bịp đâu, không lấy lòng đâu, không nịnh bợ đâu. Vì sao tôi bao nhiêu lâu nay mà chưa thấy? Bởi vì mà có bữa nóng mấy bữa lạnh, một ngày 24 tiếng đồng hồ, có 4 giờ nóng mà 20 giờ lạnh, thì hỏi làm sao mà cảm thọ được có Phật hiệu. Cởi ngựa xem đèn, cởi ngựa xem hoa, chơi thôi. Rồi khổ đau đến rồi đọa lạc, uổng đời không? Sống để làm người để làm gì vậy? Tranh giành hơn thua rượu chè trai gái hả? Thì đó là thay đi thịt chạy, chết mục nát cùng cỏ cây, tâm đọa lạc. Hay là bây giờ muốn niệm Phật giảng sanh, tùy mình thôi. Thôi nghỉ hết giờ. Đại chúng trên đó sẽ là ngồi tại chỗ, còn dưới này đi ra ngoài để phóng sanh với chúng tôi ha. Phóng sanh đó thì chúng tôi thả ở đâu? Làm cái hồ ở dưới này rồi ngăn từng khúc ra nuôi dưỡng thiệt khỏe cho ăn uống đầy đủ xong rồi chúng tôi sẽ chở đi một điểm nào đó thiệt an toàn để thả. Coi loài súc sanh này như cha của mình, mẹ của mình, thực sự phải như vậy. Và họ là sẽ thành Phật trong tương lai. Hết sức gìn giữ họ chứ không có đổ ào ào đi nữa đâu. Lấy lưới đồ về để vớt lên cho dễ dàng, không có dí bắt nó sợ. Cho thức ăn đồ vô nuôi như cha mẹ mình luôn. Cái chỗ này phải lãnh hội. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Hôm nay ngày 22 tháng 5 năm Canh Tý, tại Viện Chiên Tu Chư Tôn Đức Tăng làm lễ phóng sanh. Hôm nay chư vị Phật tử phát Bồ Đề Tâm bỏ tịnh tài ra phóng sanh. Quý vị được công đức tài thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Đáng lẽ chiều hôm nay con cá con chim con lươn này bị cắt cổ nhổ lông đập đầu, giờ đây quý vị đã mua đem về đây để phóng sanh. Quý vị được công đức là vô ý thí, là công đức sức khỏe sống lâu. Giờ đây tất cả chúng sanh được quy y tam bảo sám hối nghiệp chướng, được nghe câu vạn đức hồng danh A Di Đà Phật, được nghe chánh pháp. Quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ trí tuệ sáng suốt thông minh. Đó là những công đức mà trong kinh Đại Tập Đức Phật đã dạy như thế này. Tất cả chúng loài chúng sanh sở dĩ quý vị mang thân súc sanh là do nhiều đời quý vị đã tạo ra nhiều nghiệp ác tham sân si. Hạ phẩm của nghiệp ác đó là làm loài súc sanh, nhất là nghiệp si mê từ nơi thân khẩu ý tạo ra. Giờ đây quý vị mang thân súc sanh làm thức ăn cho mọi người sống chết gửi trên giao thớt. May thầy hôm nay các vị gặp được các bậc thượng thiện nhân mô đem về để phóng sanh, không còn ở trong chim lòng cá chậu.
Giờ đây các vị nên phát tâm quy y Tam Bảo sám hối nghiệp chướng, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Dương Chi Tịnh Thị Biến Sai Tâm Thiên Tánh Không Bất Đức Lợi Nhân Thiên, pháp giới quảng tăng viên diệt tội tiêu khiên hóa diễm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát, Phù Thử Thị Giả Bát Công Đức Thị Tại Thiên Chơn. Tiền tẩy chúng sanh nghiệp câu trần biến nhập tỳ lô hoa tạng giới, các trung vô sứ bất siêu luân thủy bất tẩy thủy diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần phản tác tử ký quyên trừ nội ngoài đẳng địch đàn tràng sái khô mộc nhi tác dương xuân khiết khá ban nhi thành tịnh độ. Sơ vị đầu nội ngoại trung gian vô trượt quế thánh phạm ưu hiển tổng thanh lương bồ tát liễu đầu cam lồ thủy năng linh nhất đích biến thập phương tinh chuyên cấu hế tổng quyên trừ phổ sái pháp viên tất thanh tịnh này chúng hữu tình bạn nhất thiết nghiệp chướng đất sanh căn bản tinh độ đà la ni. Nam mô đại bi. Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát tiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô a di đà đắc na đa ra dạ dạ. Nam mô a di đà bà lo yến đế tư bát ra dạ bồ đề tát đà bà dạ ma ha tăng đà bà dạ ma ha ca lo ni ca dạ. Lòng đó y mong a di đà bà lo yến đế tư bát ra lăng đà bà. Nam mô na đa cổng trì a di ma ha bằng đa sa mê tăng bà tha độ du bằng a thời dừng tăng bà tăng đà nam a bà dạ ma bằng đằng đầu đang điện thắng a bà lo a lo ca đế ca ra đế di a di. Ma ra ma ra ma e ma e di đà dừng câu lô yến mong đồ lô đồ lô bà sa gia đế ma ha bà sa gia đế đà ra đà ra di đệ nay tăng bằng ra gia giá ra giá ra ma bằng ma ra một đề lệ thắng na ra xong bằng ra xá lại bà sa bà xong. Ê đi ta ra ta ra tấn trì tấn trì tô đô tô tô bồ đề già bồ đề già bồ đề già bồ đề già di đế đề già na ra cẩn trì đề đề sáng ni na ba già ma na ta bà ha tấn đà già ta bà ha ma ha tấn đà già ta bà ha tấn đà du nghệ tấn bằng ra già ta bà ha na ra cẩn trì ta bà ha. Khi ya ta bà ta bà ma ha tăng đà già ta bà ha giải kiến ra tăng đà già ta bà ha ba đà ma yến tất đà già ta bà ha na ra cẩn trì bằng đà ra già ta bà ha ma bà lại tăng yến ra già ta bà ha nam mô an ra đắng na ra ra già già. Ta bà hán thắng điện đô mạng đa ra bạc đà già ta bà hán thắng điện đô mạng đa ra bạc đà già ta bà hán thắng điện đô mạng đa ra bạc đà già ta bà hán. Này các loài chúng sanh kia, các người nên nhớ cho khi bỏ thân xuống sanh hướng tâm về Tam Bảo được trở lại làm người đầy đủ gồm chín pháp tinh sâu cùng nguyện thiên chi niệm và chi đà cầu vãng sanh tịnh độ và chứng được ngôi bằng thôi để độ thân chúng sanh. Nam mô Tịnh Độ Phật Bồ Tát, Nam mô Tịnh Độ Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng sanh đây có bao nhiêu lắng tai nghe lấy những điều dạy rằng các người chất lòng trần tục lắm nên đời này chìm đóng sông mê tối trong tầng kia tu trì bị bao tội ác lại vì mang thân sống đời đại chết từng đau khổ lòng phải sẵn có được đâu. Lưỡi vầy thành băng bao câu tạm mười tất cả bất cùng hơi buông đồng lúc đó dù kia không ngoài từ hồn còn vàng bóng nâu rằng sông đồi mua vạn trên này người cầm chân may sao nhờ các vị tiền nhân cứu cho người được thoát thân. Vậy người kiệm hồi đồng quy phận sống dốc lòng quy pháp quy tăng hết lòng sám hối thân tâm nhẹ nhàng này các loại chúng sanh kia các người xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi gốc là tham sân si từ thân biển ý mà sinh ra hôm nay phát tâm xin sám hối này các loại chúng sanh. Lượng tú chúng tôn này các loại chúng sanh hôm nay các vị quy y vong ly dục chúng tôn này các loại chúng sanh hôm nay các vị quy y tăng chúng chúng tôn này các loại chúng sanh hôm nay các vị quy y Phật không đồ địa ngục này các loại chúng sanh hôm nay các vị quy y Phật không đồ ngạ quỷ. Hôm nay các vị quy y tăng không đồ bằng sanh nam mô cầu sám hối Bồ Tát nam mô cầu sám hối Bồ Tát nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô Đà Bảo Như Lai nam mô Bảo Tát Như Lai nam mô Diệu Sáng Thân Như Lai nam mô Luy Vô Quy Như Lai nam mô Công Lộ Vô Như Lai nam mô A Di Đà Như Lai quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành con nay xin phát nguyện vãng sanh cuối sinh đức từ bi tiếp độ nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đời từ đại bi A Di Đà Phật. Di Đà Phật nam mô A 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 Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. 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 Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Phóng sanh công đức thù thắng hạnh nam vô biên thắng vương giới hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh. Nguyện tiêu tâm chư trừ phiền não hoàn nguyện đáng chí nguyện chứng minh liệu phổ nguyện đại chúng tất tiêu trừ thế thế thượng hạnh Bồ Tát đạo hoàn nguyện sanh tây phương tịnh độ chung cầu bổng liên hoa viên phù ma hoàng. Bổng thối Bồ Tát vi bằng lời nguyện dị từ công đức phổ cập mưa nhân thiên năng cả đại giữa chúng sanh giai công thành Phật đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Liên Tòa Chứng Minh. Nam mô Đại Từ Đại Bi Thâm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Tham Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức pháp thí này, nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng kỳ an do chư vị Phật tử hiện diện tịnh khu chiên tu cũng như tịnh thất Quan Âm và tất cả chúng sanh, đồng thời cầu an cho Trần Thị Núi 95 tuổi, Trần Thị Lệ Hoàng 89 tuổi, Bùi Văn Khương 90 tuổi, Bùi Khương Bủ Tò Bủ Hoàng 60 tuổi, Bùi Khương Bủ Thi 32 tuổi. Cùng cầu an cho Lê Thị Thu Cúc Đào Thị Đào Tăng Thanh Trần Thị Mỹ Hạnh Đào Tấn Công Đào Văn Minh Sơn Trà Thị Thị Liên Trương Thị Mỹ Đào Văn Chi cùng tất cả chư vị bệnh dịch COVID-19 đồng toàn thể chư vị Phật tử và chúng sanh thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, bồ đề tâm kiên cố, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn, xuân đa các khánh hạ bảo bình an thu tấm tam tai đông nghinh bách phúc một hậu đắc di đà thọ ký. Nguyện đem công đức này hồi hướng kỳ siêu cho hương linh Lê Thị Trúc Đào pháp danh Hương Trúc, hương linh Trần Ngọc Chương pháp danh Nhật Như, Nguyễn Thị Hương Lan, Nguyễn Văn Mâm, Nguyễn Văn Vũ, Thì Kheo Thích Thiện Chánh, cặp hương linh Lê Trí Toàn pháp danh Đức Thọ, cầu siêu hương linh Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Úc, đẳng đẳng chư vị hương linh cửu quyền thất tọa thầm nhì loại có hồn quỳ hà sao vị vô danh hữu danh vô vị, đẳng đẳng chư vị hương linh Nguyễn Thị Nghĩa pháp danh Bình An, Trần Thư pháp danh Thiện Chánh, Nguyễn Thị Ngài pháp danh Sa Di Lương Phương, Tốc Sa Mê Đồ siêu sanh tịnh độ phổ nguyện âm siêu dương thái pháp giới chúng sanh, tình dự vô tình đồng sanh cực lạc, đồng kiến di đà, đồng ngộ vô sanh, đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật, tự quy y Phật, thế theo đạo cả vang lòng vô thường, tự quy y pháp, xin nguyện chúng sanh thâu rõ kinh tạng, trí huệ như biển, tự quy y tăng, sanh thông ly đại chúng tăng cả không ngại, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh